Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 85. Diệp Bắc Minh hơi nghiêng đầu, nhìn người thanh niên, anh còn muốn tôi có thái độ thế nào? Hay là, tôi tát anh hai cái? Vãi, lời vừa được nói ran. Cơ thể của tất cả mọi người ở học viện viễn cổ đều run lên. Cảm giác khó thở đó khiến người ta phải nín thở. Hàng trăm ngàn đệ tử, cúi đầu với sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn cảnh tượng trên đài cao. Kể cả Kiếm Phá Thiên, cũng có cảm giác hai chân mềm nhũn. Hai người Trương Tuyệt Long và Tần Bách Hùng toàn thân run rẩy. Tuy họ sớm đã liên lạc với thiên sứ, muốn giết chết Diệp Bắc Minh. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh dám cứng rắn trực diện với thiên sứ. Kẻ điên, tên xúc sinh này chắc chắn là kẻ điên. Hầu tử nuốt nước miếng, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh, anh Diệp, anh làm gì vậy? Long Khuynh Vũ gật đầu theo, đúng thế, cậu Diệp, cậu làm sao vậy? Lê Mộng Ly ngây ra như khúc gõ, đứng tại chỗ há hốc cái miệng nhỏ. Đối diện với vẻ kinh hãi của mọi người, Diệp Bắc Minh tỏ vẻ như không có chuyện gì. Thần sứ thì đã làm sao? Anh đã muốn giết tôi. Tôi còn phải nịnh bợ anh. Mày muốn chết hải? Người thanh niên hoàn toàn nổi giận, dường như cắn răng nói ra lời này. Tuy hắn sớm đã hứa với Trương Tuyệt Long giết Diệp Bắc Minh. Tuy cho dù Diệp Bắc Minh không nói câu đó, hắn cũng muốn thịt tên nhóc này. Tuy hắn đã chuẩn bị mấy cách chọc giận Diệp Bắc Minh hy tuy. Lỡ như tuy. Vương Nguyên gầm một tiếng, chân nguyên trong đan điền nổi lên, bước một bước đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Uy lực khủng bố bùng phát. Trên đài cao, đám người hầu tử, Long Khuynh Vũ đều bị đánh bay ra, trượt rơi xuống đài. Lúc này, trên đài cao chỉ còn lại bốn người Vương Nguyên, Ngư Thất Tình, Diệp Bắc Minh và Chu Nhược Giai mà anh kéo lại. Liền sau đó, Vương Nguyên móc năm ngón tay, trực tiếp tóm về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Đòn tấn công này muốn khiến tương não của Diệp Bắc Minh bắn ra. Trên nhóc này chết chắc rồi. Trương Tuyệt Long và Tần Bách Hùng lộ vẻ vui mừng. Năm ngón tay giáng xuống. Phập, một tiếng lớn, một cảnh không thể tin nổi xuất hiện. Diệp Bắc Minh lại tóm chặt tay của Vương Nguyên, khiến hắn không thể tiến thêm một phân. Làm sao có thể? Vẻ mặt Vương Nguyên biến sắc, sau đó cười lạnh lùng một tiếng, chẳng trách dám ăn nói với bản thiên sứ như vậy, đây chính là bản lĩnh của mày sao? Chết cho tao! Một tiếng gầm. Phía sau bùng phát ra một tàn ảnh, liền sau đó chui vào trong cơ thể của Vương Nguyên. Một tay khác ngưng tụ thành nắm đấm, đập về phía trái tim của Diệp Bắc Minh như sao băng. Phập! Một tiếng vang bức bối. Một quyền này không đánh chết Diệp Bắc Minh như Vương Nguyên tưởng tượng, mà bị bàn tay của Diệp Bắc Minh ngăn được. Đây chính là bản lĩnh của mày. Diệp Bắc Minh hỏi lại một câu. Mày, rốt cuộc mày có cảnh giới gì? Vương Nguyên ngây người. Diệp Bắc Minh chẳng thèm trả lời, năm ngón tay tóm chặt năm đấm của Vương Nguyên, bỗng nắm chặt. Rắc rắc, một tiếng giòn tan. A! À, Vương Nguyên kêu thảm một tiếng, năm đấm lại bị Diệp Bắc Minh nghiền vụn. Bã xương và máu thịt phun ra từ giữa các kế ngón tay, Vương Nguyên đau đến vẻ mặt méo mó, đang định lên tiếng. Một cánh tay sức mạnh lớn vô cùng khóa chặt cổ của hắn. Càng lúc càng chặt, cảm giác khó thở truyền đến. Vương Nguyên sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh, cố hết sức giấy giụa, buông tao ra. Mau buông tao ra. Tao là người của nhà họ Vương, một trong tám thần tộc lớn, nếu mày giết tao. Cả học viện viễn cổ sẽ phải gánh chịu cơn lửa giận của nhà họ Vương. Chết đến nơi rồi vẫn còn uy hiếp. Diệp Bắc Minh, cậu làm gì vậy hả, mau buông thần sứ ra. Phía dưới võ đài, Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng kinh sợ hét lên. Những người khác của học viện viễn cổ cũng hoàn hồn lại, các trưởng lão khác đều lên tiếng, Diệp Bắc Minh, cậu như vậy sẽ hại học viện viễn cổ đấy. Cậu nhóc Diệp, đừng kích động, đây là thiên sứ đó, Kiếm Phá Thiên sợ hãi hét lên. Tôi biết anh Diệp mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức đó, hầu tử đỏ mặt tía tai. Long Khuynh Vũ nuốt nước miếng, đúng thế, mỗi lần anh A đều có thể phát huy ra thực lực vượt xa người thường. Lê Mộng Ly sợ đến hai chân mềm nhũ, phải dựa vào chiếc ghế bên cạnh. Nhưng câu nói vừa nãy của tên nhóc này, thực sự khiến hắn suýt tức đến nổ tung. Cho dù không có Trương Tuyệt Long liên lạc với hắn, chỉ dựa vào thái độ vừa nãy của tên nhóc này, thì đã là người chết rồi. Người thanh niên hung dữ gầm thét, ương nguyên tao đã làm sứ thần ba khóa,
trước nay chưa từng thấy kẻ cuồng ngạo nào như mày. Hôm nay mày không chết, mặt mũi của tao để ở đâu? Gần như sắp quỳ xuống đất. Các học viên khác của học viện viễn cổ đều ngây người tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh trên đài cao, ngoại trừ kinh sợ, thì ngưỡng mộ nhiều hơn. Đúng thế, ngưỡng mộ. Mẹ kiếp, anh ta là thiên sứ đó. Địa vị gần như ngang bằng với lão thiên vương. Lúc này, lại bị Diệp Bắc Minh tóm chặt cổ giống như con gà con, sống chết ở hết trong một ý nghĩ của anh. Đây là cảnh tượng mà mọi người nằm mơ cũng không dám nghĩ. Cuối cùng Ngư Thất Tình phản ứng lại, mau chóng xông đến, cậu Diệp, nể mặt tôi, đừng giết anh tai. Diệp Bắc Minh lướt nhìn Ngư Thất Tình một cái, đúng là tôi nợ cô một ân tình, nhưng cô chắc dùng cho hắn chứ. Ngư Thất Tình cau chặt mày. Là thần sứ, nếu Diệp Bắc Minh giết Phương Nguyên thật, cô A chắc chắn phải ra tay. Thứ nhất, cô ta không muốn đối địch với Diệp Bắc Minh. Thứ hai, Diệp Bắc Minh giết Phương Nguyên, bản thân anh chắc chắn sẽ bị nhà họ Vương truy giết không ngừng nghỉ. Hơn nữa, Ngư Thất Tình và chị gái của Vương Nguyên là bạn tốt. Cũng sẽ không nhìn em trai của cô ta bị giết. Thứ ba, người của nhà họ Ngư lấy đi kiếm Càn Khôn trấn ngục, trong lòng cô ta hơi áy náy với Diệp Bắc Minh. Tôi không phải cứu Vương Nguyên, mà đang cứu cậu Lý Anh đó. Đáng tiếc, tất cả đều không thể nói ra. Ngư Thất Tình nhìn Diệp Bắc Minh, hít sâu một hơi, chắc chắn. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu, ánh mắt nhìn sang Vương Nguyên, tôi rất hiếu kỳ, trước hôm nay tôi chưa từng gặp anh. Tại sao anh vừa gặp tôi, đã lộ ra sát ý băng lạnh? Chẳng lẽ thực sự chỉ vì tôi đến muộn, cho nên anh muốn giết tôi? Đồng tử của Vương Nguyên co lại, mày, làm sao mày biết sát ý của tao? Hắn thực sự sợ hãi. Hắn có thể bảo đảm, mình đã che giấu sát ý rất tốt, cho dù là trưởng lão của gia tộc đến cũng chưa chắc có thể phát hiện được. Làm sao tên nhóc này phát hiện được? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói, Diệp Bắc Minh tóm mạnh 5 ngón tay. Cảm giác cái chết ập đến. Tao nói. Vương Nguyên sợ thật sự, mau chóng nói, là hai trưởng lão Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng của Học viện Viễn Cổ, họ đã liên lạc riêng với tao. Bảo tao hôm nay gây rắc rối với mày trước mặt tất cả mọi người, còn nói với tính cách của mày, chắc chắn sẽ xung đột với tao. Đến lúc đó, đến lúc đó tao lấy thân phận thiên sứ giết chết mày. Người của Học viện Viễn Cổ sẽ không nói gì, những lời tao nói đều là thật. Nói xong một hơi, soạt. Hàng trăm ngàn đôi mắt lập tức nhìn sang Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng. Vẻ mặt không dám tin. Sắc mặt của kiếm phá thiên tái xanh, hai người. Thì ra là vậy. Diệp Bắc Minh bỗng hiểu ra, buông tay. Vương Nguyên ngã xuống đất, vội vàng lùi lại, dường như lùi đến bên rìa đài cao. Vừa thở hổn hển, vừa run lên bần bật. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh vụt người nhảy lên biến mất tại chối. Liền sau đó, xuất hiện trước hai người Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng như quỷ mị. Bắc Minh, chúng tôi. Hai người đang định lên tiếng. Grun. Một tiếng rồng gầm vang lên. Nắm đấm của Diệp Bắc Minh bùng phát một con huyết long, nghiền áp về phía hai người. Tiểu xúc sinh cuồng ngạo, muốn chết hải. Trương Tuyệt Long biết giải thích thế nào cũng vô ích, thét một tiếng, cùng ra tay giết hắn. Việc còn lại, sau này rồi tính. Tân Bách Hùng căn răng, biết không còn đường lui. Mỗi người lấy ra binh khí, khí tức cảnh giới đế tôn bùng phát như sóng thần. Huyết rồng gầm một tiếng, huyết quang tiêu tan. Hai người kìm kẹp tấn công hai bên trái phải, giết về phía Diệp Bắc Minh như sao băng. Ha ha! Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên nụ cười lạnh lùng, tôi chỉ thăm dò một chút, hai người đã không nhịn được rồi. Tay phải đã dung hợp xương chí tôn tấn công ra một quyền. Vùi một luồng sức mạnh nổ tung, đồng tử của tất cả mọi người co mạnh lại, đó là cái gì? Kể cả hai người Ngư Thất Tình và Vương Nguyên trên đài cao nuốt nước miếng liên tục vãi. Hư không, sập đổ rồi. Cơ thể của Ngư Thất Tình run lên, con mắt đẹp suýt nổ tung. Tuy khu vực chỉ nhỏ như chậu rửa mặt, nhưng khoảng hư không đó đã sập đổ thực sự. Hóa thành hư vô, một quyền của Diệp Bắc Minh đánh xuyên hư không. AI. Khoảnh khắc Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng chạm đến hư không bị chôn vùi, binh khí lập tức tan rãi. Cơ thể hai người nổ tung, hóa thành xương máu tại chỗ. Cả hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ,
tất cả mọi người đều ngẩn người chừng đôi mắt to, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Vãi, Tiểu Tháp, Xương Chí Tôn có uy lực lớn đến vậy ư? Diệp Bắc Minh bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, trong lòng cũng chấn động cấp hai ngươi. Anh biết Xương Chí Tôn rất mạnh, cũng không ngờ lại mạnh như vậy. Một quyền đánh vỡ hư không? Quá đáng sợ rồi, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẽ cười trả lời, hừ, vậy có là gì? Chí Tôn Thượng Cổ dựa vào thân thể có thể phá vỡ hư không mà đi. Vốn không cần trận pháp truyền tống, trực tiếp dùng sức mạnh pháp tắc phá vỡ hư không. Đi lại giữa các thế giới, một quyền đánh vỡ hư không thôi. Chuyện nhỏ. Đôi mắt Diệp Bắc Minh rực lửa. Nếu anh đạt đến cảnh giới đó, thì sẽ mạnh đến mức nào? Mấy giây sau, Vương Nguyên mới kinh sợ cúi đầu, ôi mẹ ơi, rốt cuộc hắn là quái vật gì? Ực ực, nuốt nước bọt điên cuồng. Trời ơi, tôi nhìn thấy gì thế này? Mới một năm không gặp. Anh ta không những hồi phục thương tích, thực lực còn tăng đến cảnh giới đáng sợ như vậy. Một quyền đánh vỡ hư không, cảnh giới chân thần đỉnh phong có thể làm được không? Diệp Bắc Minh à Diệp Bắc Minh, anh lại cho tôi một bất ngờ đấy. Cảm xúc của Ngư Thất Tình dao động dữ dội. Đã mấy lần há miệng muốn nói, lại không thốt ra được một câu. Quá chấn hãi rồi. Kiếm Phá Thiên phản ứng đầu tiên, bước một bước đến trước người Diệp Bắc Minh, cậu nhóc Diệp, cậu. Vừa nấy, đó là quyền pháp gì? Diệp Bắc Minh ngẩn người một lúc. Quyền vừa nấy là anh tùy tiện đánh ra, thực sự cũng không có tên. Vậy là, anh trả lời, kiếm tiền bối, tôi mới lĩnh ngộ ra quyền này, vẫn chưa có tên. Kiếm Phá Thiên kích động tóm tay của Diệp Bắc Minh, quyền này có uy lực khủng bố như vậy, đâu thể không có tên. Chỉ bằng, gọi là phá hư quyền đi. Phá hư quyền. Phá vỡ hư không. Được. Cảm ơn kiếm tiền bối ban tên, Diệp Bắc Minh cười gật đầu. Ha ha hai. Kiếm Phá Thiên cười không khép được miệng, tôi biết Tổng Viện trưởng không nhìn nhầm người mài. Liền sau đó, ông ta nhìn sang mọi người học viện viễn cổ, hai người Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng có ý đồ giết hại đồng môn, nay bị Diệp Bắc Minh trừng trị tại chỗ. Bắt đầu từ bây giờ, phế bỏ võ công của tất người người nhà họ Trương, nhà họ Tần, đuổi ra khỏi học viện viễn cổ. Sau này ai còn dám giết hại đồng môn, đây sẽ là kết cục. Giúp các đệ tử có mặt đồng thanh đáp một tiếng. Sắc mặt của người nhà họ Trương và họ Tần trắng bệch. Kiếm Phá Thiên lại nhìn sang Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, xử lý như vậy, cậu có hài lòng không? Diệp Bắc Minh gật đầu, làm theo cách của kiếm tiền bối đi. Được. Kiếm Phá Thiên mỉm cười, quay người nhìn sang đài cao, hai vị thần sứ. 10 đệ tử của học viện viễn cổ tham gia tuyển chọn thần giáng đã được xác định. Lần lượt là Diệp Bắc Minh, Chu Nhược Giai, Vương Khinh Hầu, Long Khuynh Vũ, Lê Mộng Ly, Châu Băng Giao, Chu Toàn, Hạ Nhân Kiệt, Mã Phi Vũ, Mạc Đình Đinh. Vương Nguyên hắng giọng, vẫn kinh hồn bạt vía, gật đầu, được, bản thần sứ biết rồi. Hai chúng tôi phụ trách tiếp đón người của huyền giới, còn phải đến các thế lực khác. 7 ngày sau, các người cầm lệnh bài này đến Thành Thiên Dung tìm chúng tôi là được. Sau khi ném lại 10 tấm lệnh bài sắt đen, rồi mau chóng biến mất. Ngư Thất Tình quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh một cái, rồi biến mất. Cách học viện viễn cổ trăm dặm, cuối cùng Vương Nguyên dừng lại. Trái tim đập thình thịch không ngừng, hắn nuốt nước miếng, nguy hiểm quá, đúng là nguy hiểm. Suýt nữa bỏ cái mạng nhỏ này ở đây rồi. Hắn đỏ bừng con mắt. Quay đầu nhìn Ngư Thất Tình một cái, chị Thất Ngư, tên nhóc tên Diệp Bắc Minh đó rốt cuộc là ai? Ngư Thất Tình trừng mắt nhìn hắn, cậu cũng to gan đấy. Là thần sứ, lại dám đồng ý giúp người của hạ giới giết người. Nếu chuyện này truyền về, chắc chắn cậu sẽ bị phạt nặng. Tôi xin chị đấy, đừng nói với chị tôi. Vương Nguyên tỏ vẻ mặt cầu xin, sau này tôi không dám nữa. Hừ, Ngư Thất Tình lạnh lùng hừ một tiếng. Sau này gặp cậu Diệp, tôi khuyên cậu tốt nhất khách sáo chút. Hơn nữa, cũng đừng có tâm lý báo thù. Vương Nguyên gật đầu liên tục, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tên nhóc này, à, không, thực lực của cậu Diệp cũng quá đáng sợ rồi. Tôi cũng không nhìn thấy chân nguyên của anh ta dao động, nếu không phải chỉ Thất Tình nói giúp, sợ là tôi đã chết rồi. Nói xong, anh ta chuyển giọng hỏi, chỉ Thất Tình, rốt cuộc anh ta là ai? Sao chị quen anh ta? Ngư Thất Tình cau mày, việc không nên hỏi thì đừng hỏi, còn nữa, nhà họ Vương các cậu cũng không được phép có ý định với anh ta.
Kẻ này, nhà họ Ngư tôi cần rồi. Vương Nguyên cười quái dị một tiếng, chị thất tình, tôi thấy ánh mắt của chị nhìn anh ta không đúng lắm. Là nhà họ Ngư cần anh ta, hay là chị thất tình chị cần anh ta? Cậu, Ngư thất tình ngẩn người, trong đầu bất giác lóe lên bóng hình của Diệp Bắc Minh, cậu nói linh tinh gì thế hả? Tuy anh ta có thiên phú nghịch thiên, lại còn đẹp trai. Nhưng ai mà thích một kẻ cuồng ngạo tự đại như anh ta chứ? Hơn nữa, bên cạnh anh ta có quá nhiều phụ nữ, tôi với anh ta vốn là không thể nào. Vậy sao, thấy Vương Nguyên cười quái dị. Ngư thất tình đỏ mặt, tức giận nói, nhóc thối, cậu dám giỡn tôi. Tôi phải nói chuyện này với chị của cậu mới được. À, chị thất tình, đừng mà, Vương Nguyên cầu xin. Những người trên quảng trường học viện viễn cổ lần lượt giải tán. Mặc Phong Hành đứng từ xa nhìn Diệp Bắc Minh, truyền âm nói, thiếu chủ, bây giờ còn không đi xem thánh vật của hoa tộc thượng cổ sao. Diệp Bắc Minh kích động trong lòng, dặn dò mọi người mấy câu, tôi có việc phải rời đi mấy ngày, nhất định sẽ quay về trước ngày thần giáng. Nói xong, cùng hai người Mặc Phong Hành và Mặc Đình Đình rời khỏi học viện viễn cổ. Đi thẳng đến ngoài sơn cốc nhà họ Mặc. Nhà họ Mặc huyền bảng ngày xưa, đã hóa thành đống đổ nát. Mặc Phong Hành dẫn Diệp Bắc Minh vào sâu trong nhà họ Mặc. Mở ra một cánh cửa đá ở tận cuối kho báu đã bị cướp sạch sẽ. Đi thẳng xuống theo bậc thềm. Sau khi vượt qua 7-8 trận pháp cấm chế, ba người đi thẳng vào sâu trong cùng. Đây là quảng trường dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, phải o bằng 10 sân bóng. Trần nhà cực cao. Một tấm bia đá màu đen được dựng ở khu vực trung tâm quảng trường. Khí hỗn độn màu đen như thác nước, chậm rãi chảy từ bia đá xuống. Vãi! Mặc Phong Hành vẫn chưa lên tiếng, trong đầu của Diệp Bắc Minh lập tức vang lên giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục mẹ nó. Vãi! 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 Mẫu thạch hỗn độn, đúng là mẫu thạch hỗn độn. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, tiểu tháp, tôi nhớ lần trước ông từng nói đến. Mẫu thạch hỗn độn nước sinh ra từ thiên địa sơ khao, có thể diễn hóa ra vạn vật. Chẳng lẽ vật này thực sự là mẫu thạch hỗn độn? Phí lời. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hoàn toàn kích động, có được vật này, cậu có thiên hại. Cho dù là người sáng tạo ra tôi, cũng từng có ý nghĩ dùng mẫu thạch hỗn độn để đúc tạo thân tháp cho tôi. Chỉ đáng tiếc, vốn không tìm được vật liệu như này, chỉ đành giảm yêu cầu dùng vật liệu khác đúc tạo bản tháp. Cho dù như vậy, bản tháp vẫn vô địch chư thiên vạn giới. Nếu, năm đó tìm được mẫu thạch hỗn độn này, đúc tạo thân tháp cho bản tháp. Bản tháp cũng sẽ không vỡ, người đó cũng sẽ không chết. Thậm chí Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được, vị trí trái tim không ngừng run lên. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tiểu tháp kích động như vậy, nghĩ cũng biết mẫu thạch hỗn độn trước mặt quý giá thế nào. Liền sau đó, ánh mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại. Nói với vẻ mặt nghiêm túc, được, đã như vậy, tôi sử dụng mẫu thạch hỗn độn đúc tạo thân tháp hoàn chỉnh cho ông. Hứa với tôi, sau này đừng tìm những mảnh vỡ đó nữa, được không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, cậu nhóc, tôi muốn cười. Thật đấy, tôi muốn cười, nhưng là cười vui mừng, ha ha hai. Trong lúc một người một tháp nói chuyện, Mặc Phong Hành đã đi đến phía trước mẫu thạch hỗn độn, quỳ một chân xuống, tổ tiên nhà họ Mặc chịu ơn hoa tộc. Canh giữ thánh vật hoa tộc, Mặc Phong Hành, gia chủ đời thứ 1970 năm nhà họ Mặc. Cung nghênh con cháu đời sau của hoa tộc quay về, Đình Đình, còn không đế quỳ xuống. Á, ồ, Mặc Đình Đình kinh ngạc, mau chóng xông đến bên cạnh ông nội. Cũng quỳ xuống trước Diệp Bắc Minh. Lúc này Mặc Phong Hành mới quay đầu, vẻ mặt kích động nhìn Diệp Bắc Minh, thiếu chủ, mời nhận lại thánh vật hoa tộc. Diệp Bắc Minh đật đầu, được. Anh bước ra một bước, đứng dưới bia đá khổng lồ. Bia đá cao đến mấy trăm mét, khí tức hỗn độn lưu chảy không ngừng. Trong lúc Diệp Bắc Minh đang suy nghĩ, làm thế nào để cất bia đá này đi? Giọng của Mặc Phong Hành vang lên, thiếu chủ, mời thiếu chủ dùng máu tươi kích hoạt thánh vật hoa tộc. Máu tươi. Diệp Bắc Minh ngẩn người, sau đó lấy ra một con dao găm rạch lòng bàn tay. Ấn lòng bàn tay lên bia đá liền sau đó. Một cảnh không thể tin nổi xuất hiện. Bia đá vốn màu đen xì, vì hấp thụ máu tươi của Diệp Bắc Minh lập tức biến thành màu đỏ máu. Ngẩng đầu nhìn, một con huyết long quấn lên bia đá, có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một vảy rồng và huyết quản. Đây là... Mặc Phong Hành kích động đến khuôn mặt già đỏ bừng, thánh vật thức tỉnh rồi,
cuối cùng thánh vật cũng thức tỉnh rồi. Điên cuồng dập đầu. Mạc Đình Đình ở một bên chỉ có thể há hốc cái miệng nhỏ, giữ tư thế ngước nhìn. Gru. Huyết Long gầm thét một tiếng, cả quảng trường dưới lòng đất chấn rung dữ dội. Chỉ thấy, Huyết Long xông ra bia đá, sau khi xoay tròn mười mấy trên không trung rồi cắm đầu chui vào sâu trong giữa đôi lông mày của Diệp Bắc Minh. Cơ thể Diệp Bắc Minh run lên, đây là cái gì? Anh kinh ngạc phát hiện, sâu trong ý thức lại có thêm một cuốn kinh văn. Mỗi một chữ đều viết bằng chữ giáp cốt. Diệp Bắc Minh chỉ nhìn một cái, lập tức hít khí lạnh vãi. Đây là truyền thừa vô thượng của Hoa tộc thượng cổ, không chỉ có các loại công pháp, còn có rất kiến thức uyên thâm về y thuật, đan dược, luyện khí, trận pháp. Mẹ kiếp, lại còn có lĩnh vực về mặt pháp tắc. Diệp Bắc Minh hoàn toàn ngẩn người. Thánh vật Hoa tộc, đúng là bách khoa toàn thư. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất tiếng nói, cậu nhóc, cậu còn nhớ ngôi thần miếu ở chiến trường thượng cổ không? Diệp Bắc Minh trả lời, đương nhiên là nhớ, sao thế? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm giọng, cậu cũng có lấy được một tấm bia đá trong thần miếu đó, chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Tôi nhớ ra rồi. Cơ thể Diệp Bắc Minh rung lên, sau khi tôi có được bia đá đó, tiểu thế giới kèm theo hoàn toàn tiến hóa ồ. Nghĩ kỹ lại, hai tấm bia đá này lại có 7 phần giống nhau. Chẳng lẽ có người chế tạo ra bia đá mô phỏng theo thánh vật? Rất cả khả năng, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời chắc chắn. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, nhìn lên kinh văn trên bia đá. Lướt nhìn mấy cái, hít sâu một hơi, vãi, tôi nhìn thấy gì thế này? Cách đúc tạo Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Cái gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngẩn người, cậu nhóc, cậu nhìn thấy gì? Tôi nhìn thấy cách đúc tạo Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Diệp Bắc Minh nuốt nước miếng, trên mẫu thạch hỗn độn khắc cách làm thế nào để luyện chế Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Càn Khôn Vạn Cổ, Tháp Chấn Vực. Pháp Tắc Chí Tôn, Trụ Đá Vạn Giới. Đạo Pháp Tự Nhiên, bắt đầu từ Càn Khôn. Một tháp xuất hiện, vạn pháp diệt. Hỗn độn mở, vạn vật sinh ra. Đây là khẩu quyết cơ bản, bên dưới còn có chi tiết các loại vật liệu chuyển thế Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Nói đến đây, Diệp Bắc Minh hít khí lạnh, cũng có nghĩa là, nếu tôi có thể thu thập được những nguyên vật liệu này, tôi cũng có thể tạo ra một Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lẩm bẩm, một tháp xuất hiện. Vạn pháp diệt. Hỗn độn mở, vạn vật sinh giai. Chẳng lẽ, tôi là do Hoa tộc thượng cổ luyện chế ra? Chủ nhân đầu tiên của tôi cũng là người của Hoa tộc thượng cổ sao? Nghe thấy lời này, Diệp Bắc Minh cũng vô cùng khó hiểu, lắc đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Vẫn nên suy nghĩ làm thế nào để mang mẫu thạch hỗn độn này đi thì hơn. Tấm bia lớn thế này, muốn vác đi cũng không thể nào. Hay là thu vào trong Côn Luân hư thượng cổ. Trong đầu chỉ nảy ra suy nghĩ này. Liền sau đó, bia đá lại thu nhỏ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, sau mấy hơi thở ngắn ngủi. Lại hóa nhỏ như bia mộ. Nhìn thấy cảnh này, trong đầu Diệp Bắc Minh nảy ra một ý nghĩ, bia mộ. Chẳng lẽ cũng có liên quan đến nghĩa địa hỗn độn sao? Đột nhiên, chúc mừng thiếu chủ, thánh vật đã công nhận thiếu chủ rồi. Mặc Phong Hành từ lúc nãy đến bây giờ vẫn luôn dập đầu. Lúc này trán đã đầm đìa máu tươi, lại không kiềm chế được sự kích động trong lòng, Đình Đình, còn không mau qua đây. Bắt đầu từ bây giờ, cháu đi theo hầu hạ thiếu chủ. Thiếu chủ đi đâu, thì cháu theo đói. Thiếu chủ muốn cháu làm gì thì cháu làm việc đó. Mạc Đình Đình không hề do dự trả lời, vâng, ông nội. Đây là nhận thức mà con cháu nhà họ Mạc từ nhỏ đã được thấm nhuần. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, Mạc tiến bối, thực sự không cần. Đình Đình đang độ tuổi như hoa như ngọc, hơn nữa còn như nụ hoa sắp nở. Cô ấy nên có cuộc sống của mình, cho dù tổ tiên nhà họ Mạc các ông là bộc thần của hoa tộc, đến bây giờ cũng nên được tự do rồi. Là một người hiện đại. Bảo anh đưa theo một nha hoàn, cứ cảm thấy kỳ kỳ. Hơn nữa, anh lại không phải không có chân tay, không cần người hầu. Không ngờ, lời vừa được nói ra, đôi mắt của Mạc Phong Hành lập tức đỏ bừng, thiếu chủ, cậu không cần thật sao? Mạc Đình Đình vốn đang đỏ mặt, lập tức trắng bệch như máu. Căn chặt môi, cúi đầu không nói gì. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi không cần thật. Được. Mạc Phong Hành thở dài một hơi. Tinh khí trên người dường như bị rút cạn. Khuôn mặt Mạc Đình Đình càng trắng bệch. Diệp Bắc Minh đang cảm thấy kỳ lạ. Hai ông cháu nhìn nhau một cái,
Mạc Phong Hành cười thảm một tiếng, thiếu chủ đã không cần chúng tôi, vậy chúng tôi đi theo tổ tiên đây. Vừa dứt lời. Trong tay hai người có thêm một con dao găm, đâm về phía cổ họng. Tốc độ nhanh như không hề có ý do dự. Vãi! Đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại, một bước xuất hiện trước hai người. Hai tay tóm chặt hai con dao, hét lớn một tiếng, hai người làm gì vậy? Cho dù tôi không cần Đình Đình hầu hạ, hai người cũng không cần chết chứ. Hai người bị bệnh gì hả? Mạc Phong Hành mặt xám như tro, cười khổ một tiếng, thiếu chủ, sứ mệnh của nhà họ Mạc từ xưa là như vậy. Tổ tiên từng nói, nếu hoa tộc không cần nhà họ Mạc hầu hạ. Con cháu nhà họ Mạc tồn tại trên đời không còn ý nghĩa, cứ đi theo tổ tiên là được. Mẹ kiếp! Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, tổ tiên nhà họ Mạc các ông ngốc hết hả? Tôi không cho hai người hầu hạ, hai người lại muốn chết. Mạc Phong Hành chừng mở con mắt. Tuy tổ tiên bị mắng, nhưng người trước mặt là thiếu chủ. Ông ta chỉ đành lắc đầu, thiếu chủ, đây là lời dạy của tổ tiên. Nếu cậu không cần chúng tôi chỉ có thể đi chết thôi. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt cạn lời. Đây là truyền thừa cặn bã gì chứ? Nhìn Mạc Đình Đình vô tội một cái, rồi lại nhìn Mạc Phong Hành cố chấp. Chỉ đành thở dài một tiếng, được thôi, Đình Đình ở lại bên cạnh hầu hạ tôi. Còn ông, cũng đừng chết, để lại cái mạng già còn có chỗ dùng. Mạc Phong Hành mừng đến phát khóc, cảm ơn thiếu chủ, cảm ơn thiếu chủ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, hai người đi ra trước đi, ở đây tôi còn có việc phải xử lý. Tuân lệnh, hai ông cháu vui mừng đứng lên, mau chóng biến mất. Ánh mắt Diệp Bắc Minh hơi sầm xuống, tiểu tháp, đã có được mẫu thạch hỗn độn, là lúc đúc tạo thân tháp cho ông rồi. Thu, quát nhẹ một tiếng. Bia mẫu thạch hỗn độn biến mất, lập tức chui vào thế giới bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Bóng hình lập tức hóa thành cao hàng trăm mét như ban đầu. Trong tích tắc, thế giới bên trong tháp vốn bình lặng lập tức nổi gió nổi mây. Không gian xung quanh méo mó, dao động dữ dội. Hư ảnh tháp Càn Khôn Chấn Ngục vốn dựng trên hỗn độn cũng không ngừng rung lên, dường như chịu ảnh hưởng nào đó. Rắc một tiếng bức bối. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại nứt ra một đường. Dường như có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh biến sắc, sao lại như vậy? Cuối cùng tháp Càn Khôn Chấn Ngục phản ứng lại, giọng cũng biến đổi, bản tháp nhớ ra rồi, mẫu thạch hỗn độn sinh ra từ vũ trụ sơ khêu. Nó là gốc của vạn vật, có thể diễn hóa vạn vật. Nhưng đồng thời, cũng có thể nuốt chửng vạn vật. Không gian bên trong bản tháp ẩn chứa năng lượng lớn, nó coi bản tháp là đồ ăn rồi. Cậu nhóc, mau ngăn nó lại. Nếu không bản tháp sẽ bị nó nuốt chứng thật đấy. Lúc này, mẫu thạch hỗn độn giống như cái động đen. Tất cả vật chất và năng lượng xung quanh đều bị nó nuốt chửng. Diệp Bắc Minh thầm niệm, thần hồn tiến vào thế giới bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Điều khiến anh bất ngờ là, cho dù không gian xung quanh méo mói, các loại năng lượng hoành hành, nó vẫn không hề bị ảnh hưởng. Tiểu tháp, tôi phải làm thế nào? Bất kể cậu làm thế nào, ngăn nó lại trước đãi được. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đi về phía mẫu thạch hỗn độn. Một tay ấn lên mẫu thạch hỗn độn, dừng lại cho tao. Lời vừa được nói ra, mẫu thạch hỗn độn lại dừng nuốt chứng thật. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng thở nhẹ nhõm. Thân tháp tàn hồn của ông ta đã vô cùng tồi tàn, khắp chỗ đều là vết nứt, khụ khụ. Đáng ghét, bản tháp khó khăn lắm mới hồi phục được 1% sức mạnh, giờ toàn bộ bị nó nuốt chứng rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khóc không ra nước mắt. Diệp Bắc Minh hơi lúng túng, tiểu tháp, tại tôi không suy nghĩ chu đáo. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mắng một câu, mẹ nó, thiệt quá rồi. Cậu nhóc, đợi sau khi cụa vào thần giới, nhất định phải ìm mấy vạn thần khí cho bản tháp nuốt đấy. Diệp Bắc Minh gật đầu, chuyện nhỏ. Có điều, tôi muốn luyện hóa mẫu thạch hỗn độn thành bản thể của ông, thì phải làm thế nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngẩn người. Hoàn toàn trầm mặc. Một lúc sau, giọng nói âm u vang lên, cậu nhóc, cậu chắc chắn thật không? Luyện chế vật này thành bản thể cho bản tháp. Đương nhiên, Diệp Bắc Minh không hề do dự trả lời. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại trầm mặc. Lần này, qua mấy canh giờ, cuối cùng lên tiếng, cậu nhóc, bản tháp nhắc cậu một câu lần cuối. Mẫu thạch hỗn độn vô cùng hiếm có, nếu nó xuất hiện ở thần giới. Thậm chí là những nơi như thần quốc hỗn độn, thế giới bản nguyên,
cũng sẽ khiến các thế lực lớn tranh giành đánh nhau vỡ đầu. Nói một câu khó nghe, cho dù đánh đến diệt thế, cả thế giới hủy diệt. Họ cũng không tiếc mọi giá để cướp được vật này, mẫu thạch hỗn độn có thể diễn hóa ra bất kỳ thứ gì khác. Cậu thực sự định dùng nó luyện chế bản thể cho bản tháp ư? Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngưng trọng như vậy, có thể thấy vật này thực sự không tầm thường. Anh suy nghĩ một lúc, có thể diễn hóa thành bất kỳ vật gì ư? Thân thể cũng được sao? Phí lời. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mắng một câu, ở nơi hỗn độn, nguồn gốc vạn vật. Vũ trụ, không gian, bùn đất, không khí, nước. Tất cả mọi thứ đều từ hỗn độn diễn hóa ra. Con người cũng do các loại vật chất tạo thành, cậu nói xem. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, vậy thì giữ lại một phần. Một phần còn lại, luyện thành bản thể thân tháp cho ông. Hu hu hu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hòa khóc hu hun. Cảm động thực sự, ha ha ha. Cậu nhóc, bản tháp không nhìn nhầm người mài. Ơn nghĩa của chủ nhân hôm nay, tiểu tháp sẽ sống chết cùng chủ nhân. Diệp Bắc Minh chừng đôi mắt to, được rồi, đừng nói lời vô nghĩa. Bây giờ, ông nói cho tôi biết dùng mẫu thạch hỗn độn luyện chế thân tháp cho ông bằng cách nào. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, bây giờ cậu là chủ nhân của mẫu thạch hỗn độn, như những gì cậu nghĩ. Cậu có suy nghĩ thế nào thì nó sẽ diễn hóa thành ra như vậy. Ồ, ánh mắt Diệp Bắc Minh sang lên, đưa tay ra, ấn lên mẫu thạch hỗn độn. Một ý nghĩ, một cảnh không thể tưởng tượng xảy ra. Mẫu thạch hỗn độn lập tức hóa thành hai nửa. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, vừa nãy anh đang nghĩ làm thế nào để cắt đôi mẫu thạch hỗn độn. Không ngờ một ý nghĩ thôi mà đã thành sự thực. Tốt, hóa thành tháp, Càn Khôn Chấn Ngục. Diệp Bắc Minh ấn một tay lên một nửa mẫu thạch hỗn độn trong đó. Bù! Mẫu thạch hỗn độn rung lên dữ dội, khí tức hỗn độn lưu chảy. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, một tòa bảo tháp màu đen cao trăm trượng nhô lên từ mặt đất. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, trên thân tháp có các loại phù văn lấp lánh. Nhìn kỹ lại, đều là chỉ trích các loại kinh văn mà tổ tiên hoa tộc để lại. Tiểu tháp, thần hồn đi vào xem sao, Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng. Được. Hư ảnh của tháp Càn Khôn Chấn Ngục lóe lên, chui vào trong thân tháp màu đen. Một lát sau, trong tháp vang lên một giọng nói, cậu nhóc, cậu thành công rồi. Bản thể của tôi, phục hồi rồi. Diệp Bắc Minh kích động, cảm thấy thế nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, rất tuyệt, thân thể này quá hoàn hảo. Diệp Bắc Minh cười thích thú, đừng nói lời vô dụng, chiến lực của tôi có tăng lên không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười ngạo mạn, bản tháp ra tay, chỉ cần cách trăm mét, thần hoàng cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của bản tháp. Nếu bản tháp ra tay, cho dù cậu và thần hoàng cách 18 dặm, cô ta cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bản tháp. Vãi! Diệp Bắc Minh kinh ngạc, lợi hại thế sao? Vậy chẳng phải tôi vô địch rồi sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suy nghĩ một lát, là tôi vô địch, không phải cậu vô địch. Hãy nhớ, cậu vẫn có khả năng bị cảnh giới trên thần hoàng giết. Bản tháp không cần phải lo lắng, có thể bỏ chạy, nhưng cũng có thể bị người cảnh giới cao hơn bắt được. Vì thần hồn của bản tháp chưa hồi phục, một khi thần hồn bị luyện hóa, để lại thân tháp không cũng vô dụng. Có điều, chỉ cần cậu cố gắng hết sức khiêm tốn. Trong vòng trăm mét, ai chọc vào cậu, giết là được. Diệp Bắc Minh cười, như ông muốn. Được rồi, chúng ta nên quay về học viện viễn cổ rồi. Cậu nhóc, nói cho cậu thêm một tin tốt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, vì cậu là chủ nhân của tôi, bản tháp có thể cảm nhận được sự tồn tại của huyết mạch của cậu. Cho nên, tôi đã cảm nhận được khí tức của bố mẹ và con của cậu rồi. Tâm Nhi không cần nói, ở trong Côn Luân Hư Thượng Cổ. Một cô con gái khác của cậu, con gái của cậu và Đông Phương Sáng Nguyệt. Diệp Bắc Minh kích động, tôi có thêm một con gái nữa. Nó đang ở đâu? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhả ra hai chữ, thần giới. Thần giới ư? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, chẳng phải Đông Phương Sáng Nguyệt đang ở U Minh giới cùng với các sư tỷ của tôi hay sao? Tại sao giờ lại ở thần giới? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, chuyện này thì bản tháp cũng không biết nhưng có thể chắc chắn rằng mẹ con họ đều bình an. Diệp Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh bỗng hỏi tiếp, vậy còn bố mẹ tôi và các sư tỷ thì sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, tạm thời bản tháp không cảm ứng được hơi thở của họ. Diệp Bắc Minh nhướng mày,
trong lòng có dự cảm chẳng lành. Bên ngoài thành Thiên Dung, người đông nghìn nghịt. Hơn 1 triệu người tu võ hệ tự về đây, hôm nay chính là ngày thần giáng. Một khi vượt qua được tuyển chọn thần giáng là sẽ được lên thần giới. Dù chỉ trở thành một người hầu của thần thôi thì tiền đồ tương lai cũng vẫn vô cùng rộng mở. Nếu như may mắn được thế lực thần giới chọn chúng thì không chỉ bản thân người đó một bước lên mây mà thế lực sau lưng người này cũng sẽ được thơm lây. Lúc này, cửa thành Thiên Dung đóng kín. Tất cả mọi người đều mong mỏi trông ngóng. Toàn bộ người của nhà họ Diệp, nhà họ Cổ, nhà họ Phó đều đã có mặt đầy đủ. Diệp Kinh Vân, Diệp Cuồng Nhân dẫn theo 10 truyền nhân thuộc chỉ trưởng của nhà họ Diệp, trong đó có Diệp Vi Ni, lẳng lặng chờ đợi. Sao người của học viện Viễn Cổ vẫn chưa tới vậy? Nếu bọn họ không tới thì cửa thành Thiên Dung sẽ không mời. Chẳng lẽ mọi người lại phải chờ đám người của học viện Viễn Cổ hay sao? Đúng là chẳng ra làm sao, rõ ràng bọn họ là thế lực yếu nhất trong số chúng ta nhưng lại dám kiêu ngạo như vậy. Trong đám người nhà họ Diệp, nhà họ Cổ, nhà họ Phó, có một số thanh niên tỏ ý không vui. Tất cả bọn họ đều là thiên tài kiệt xuất hàng đầu được gia tộc tuyển chọn nên. Đâu ai chịu bằng lòng đứng chờ người khác dưới ánh nắng mặt trời chói chang cơ chứ. Thôi được rồi, nói bớt lại vài câu, im lặng đi. Diệp Kinh Vân và một ông lão nhà họ Cổ gần như đồng thanh lên tiếng. Đám thanh niên của hai gia tộc lập tức ngậm miệng, Phó Toàn Thịnh cười khẩy nói, 10 người các cô các. Cậu phải ghi nhớ điều này cho tôi, tới lúc cuộc tuyển chọn thần giáng bắt đầu, nhất định không được nương tay. Hễ là người của học viện Viễn Cổ thì đều giết chết, không thai. Vâng, 10 người thanh niên nam nữ của nhà họ Phó khẽ hô lên một tiếng. Tới gần giữa trưa, người của học viện Viễn Cổ vẫn chưa tới. Một thanh niên của nhà họ Phó cười, nói đều, không phải là người của học viện Viễn Cổ không dám tới đấy chứ. Mặc kệ bọn họ có tới hay không. Cứ tới chưa mà chưa tới thì coi như là chủ động bỏ cuộc. Một thanh niên khác cười gằn, trong đội ngũ của nhà họ Diệp, Diệp Phi Ni nhíu mày, nghe nói 1 năm trước cậu Diệp gặp phải chuyện bất trắc nên mất sạch tu vip. Sau đó cậu ta đã phải bế quan 1 năm, hình như chỉ mới xuất quan gần đây. Không biết lần này cậu ta có tới không? Diệp Phi Ni nghĩ thầm. Sau đó cô ta ngẩng đầu lên nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Đồng hồ ở cửa thành cho thấy chỉ còn không đầy 10 phút nữa là sẽ tới buổi trưa. Liệu người của học viện Viễn Cổ có kịp tới không? Liệu Diệp Bắc Minh có tới không? Đột nhiên, rầm một tiếng thật to, cửa thành Thiên Dung mở ra. Một nam một nữ chậm rãi đi ra khỏi cửa thành, bầu không khí ồn ào lập tức yên tĩnh hẳn. Kính chào thần sử. Hai người vừa đi ra ngoài chính là Vương Nguyên và Ngư Thất Tình. Vương Nguyên nhìn lướt qua đám đông, tất cả đã tới đủ chưa? Bẩm thần sử, 10 người nhà họ Diệp đã tới đủ. Bẩm thần sử, 10 người nhà họ Cổ đã tới đủ. Bẩm thần sử, 10 người nhà họ Phó đã tới đủ. Thế người của học viện Viễn Cổ thì sao? Không ai trả lời. Ngư Thất Tình nhướng mày, đã sát giờ rồi mà bọn họ vẫn chưa tới ư? Phó Toàn Thịnh không nén nổi cười, ông ta nói, bẩm thần sử. Thế hệ trước và thế hệ trước nữa của học viện Viễn Cổ đều không có ai có thể vượt qua được cuộc tuyển chọn thần giáng. Ngay cả một suất làm người hầu của thần thôi cũng không có ai giành được, không như nhà họ Phó chúng tôi có tổng cộng 3 người hầu của thần. Mặt mày ông ta rạng rỡ, thái độ nói năng đầy kiêu ngạo, chắc là bọn rác rưởi ấy không dám tới rồi. Ha ha! Bầu không khí bên ngoài thành Thiên Dung cực kỳ hoan hy. Vương Nguyên nhìn về phía Ngư Thất Tình, làm sao bây giờ? Ngư Thất Tình thầm thở dài trong lòng một tiếng, lắc đầu đáp, thôi vậy, nếu bọn họ không tới thì đành phải làm theo quy định thôi. Thời gian cứ thế trôi đi từng giây từng phút, tới khi chỉ còn lại vài giây cuối cùng. Xem ra học viện Viễn Cổ bỏ cuộc thật rồi, tất cả mọi người đều lắc đầu. Đột nhiên, học viện Viễn Cổ tới. Ngoài cùng đám đông chợt vang lên một tiếng hô vang dội. Một giây sau, Kiếm Phá Thiên dẫn theo 10 người nhóm Diệp Bắc Minh xuất hiện. Khoảnh khắc trông thấy Diệp Bắc Minh, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Vi Ni và Ngư Thất Tình đồng thời nở nụ cười. Cậu ta chính là Diệp Bắc Minh ư, hơi thở được giấu kỹ, không thể nhìn ra cảnh giới cụ thể. Mấy người trẻ tuổi của nhà họ Cổ thì thầm to nhỏ với nhau. Một chàng trai có nước da màu đồng lắc đầu, đừng nhiều chuyện, dù sao tương lai của chúng ta cũng nằm ở thần giới. Chuyện ở huyền giới không liên quan gì tới chúng ta.
Vâng. Mấy người nhà họ Cổ gật đầu. Con người của Phó Toàn Thịnh thu nhỏ lại, chẳng phải tên nhóc này đã tàn phế rồi sao? Sao cậu ta vẫn còn có thể tham gia vào cuộc tuyển chọn thần tướng? Lẽ nào lời đồn là thật? Cậu ta thật sự hồi phục rồi ư? Sao có thể như vậy được? Lão Tổ Thí Thiên liều chết vẫn không giết chết được tên nhóc này đã đành. Ấy vậy mà ngay cả đánh cho cậu ta tàn phế thôi cũng không thể ư? Phó Toàn Thịnh đang nghĩ như vậy thì người của Học viện Viễn Cổ đã đi xuyên qua đám đông. Cả nhóm bước tới dưới chân thành Thiên Dung. Học viện Viễn Cổ đã có mặt đông đủ. Vương Nguyên nhìn Diệp Bắc Minh, tận sâu trong đáy mắt hắn ánh lên niềm kính sợ. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là thần sử nên vẫn cần phải duy trì phong độ của bản thân. Được rồi, tất cả đều đã có mặt đông đủ, chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Bỗng nhiên có một người lên tiếng. Vèo, L. Tất cả mọi người đổ dồn lại nhìn một chàng trai trẻ. Chàng trai trẻ ấy chính là Diệp Bắc Minh. Vương Nguyên sững người, bất giác nuốt nước bọt, cậu Diệp, ngài. Có chuyện gì vậy? Trời ạ! Chuyện gì thế này? Sao thần sử lại gọi Diệp Bắc Minh là cậu Diệp, hơn nữa còn gọi cậu ta là ngài? Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều sững sờ. Diệp Bắc Minh sải bước tiến lên, đứng chặn trước mặt đội. Ngũ của nhà họ Phó, người của nhà họ Diệp, nhà họ Cổ và Học viện Viễn Cổ có thể đi. Còn nhà họ Phó thì phải ở lại. Đúng rồi, tiện thể cho tôi hỏi một câu, chỉ cần chưa đặt chân vào thành Thiên Dung thì các thần sử sẽ không can thiệp vào chuyện tranh đấu ở huyền giới chúng tôi đúng không? Con người của Vương Nguyên và Ngư Thất Tình thu nhỏ lại. Diệp Bắc Minh muốn làm gì vậy? Thế nhưng, bọn họ vẫn trả lời theo bản năng, chỉ cần. Chưa vào thành Thiên Dung thì chúng tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của mọi người. Tốt lắm, Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười rồi gật đầu. Diệp Bắc Minh, mày có ý gì? Ánh mắt của Phó Toàn Thịnh trở nên nghiêm nghị, ông ta nổi giận quát. Trên người Diệp Bắc Minh bốc lên sát ý ngút trời, anh lạnh lùng nhìn về phía Phó Toàn Thịnh, cách đây một năm, chính. Người nhà họ Phó các ông đã giết hại sư phụ tôi ở nơi này. Hôm nay, hãy dùng máu tươi của nhà họ Phó các ông để an ủi linh hồn của sư phụ tôi trên trời. Nói xong, Diệp Bắc Minh lập tức ra tay. Trời ạ! Diệp Bắc Minh ra tay ở ngay trước cửa thành Thiên Dung, ngay trước mặt các thần sử ư. Anh điên rồi hay sao? Trong lúc đám đông sững sờ. Một tiếng nổ to vang lên, Phó Toàn Thịnh không hề có cơ hội kịp làm bất kỳ điều gì đã bị nổ tan xác, hóa thành một làn xương máu ngay tại chỗ. Phó Toàn Thịnh chết. Mày! 10 thanh niên nhà họ Phó thấy vậy giật mình lùi hết lại, sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên thâm trầm, giờ tới lượt mấy người. Mày giết người của nhà họ Phó xong còn định giết luôn cả thiên tài của nhà họ Phó ư? Đúng là tự lao đầu vào chỗ chết. Ba bóng người đứng cuối đội ngũ chợt lao vút lên trời. Tốc độ cực nhanh. Bọn họ lao thẳng tới trước mặt Diệp Bắc Minh như những ngôi sao băng, hơi thở tỏa ra từ thân thể bán thần ập tới như sóng thần. Hơi thở bán thần là ba vị lão tổ của nhà họ Phó. Hóa ra bọn họ đang ẩn mình ở đây ư. Trời à, ực. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đồng loạt nuốt nước bọt ực một tiếng, ai nấy đều hoảng sợ. Thân thể bán thần thật kinh khủng. Diệp Phi Ni giật mình la lên, nguy rồi, cậu Diệp gặp nguy hiểm rồi. Cô ta cực kỳ sốt ruột quay qua nhìn Diệp Kinh Vân và Diệp Cuồng Nhân, xin hai vị lão tổ hãy ra tay giúp đỡ cậu ta. Không ngờ nhà họ Phó đã sớm tính toán kỹ lưỡng. Chỉ chờ tới hôm nay để tiêu diệt Diệp Bắc Minh tận gốc khuôn. Mặt già nua của hai vị lão tổ chẳng bệch, cả hai đều lắc đầu. Ba thân thể bán thần đồng thời xuất hiện thì Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Diệp Bắc Minh, hôm nay chính là ngày chết của mày. Thằng súc vật, nếu như mày chịu khó náu mình trong Học viện Viễn Cổ thì chưa biết chừng còn có thể sống lần sống mòn thêm mấy năm nữa. Mày đã dám ló đầu ra thì hãy chịu chết đi. Ba bóng người đồng thời xông lên, thế tới như trẻ tre, không tài nào cản nổi. Hơi thở của thân thể bán thần càn quét khắp xung quanh, vô số người không chịu nổi thứ áp lực này. Đầu gối mềm nhũ, bịch, người nào người nấy tới tấp quỳ rạp xuống đất. Diệp Bắc Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc, nhích, cứ như thể đã bị dọa sợ tới nỗi hóa đá mất rồi vậy. Đám người nhà họ Cổ thấy vậy lách đầu, tên nhóc này đã sợ đần cả người ra rồi, phen này thì cậu ta chết chắc. Diệp Phi Ni tuyệt vọng nhắm mắt lại, tiêu rồi.
chỉ có một mình Vương Nguyên đứng ở cửa thành là dần giật khóe môi, thân thể bán thần ư. Mẹ kiếp, cảnh giới chân thần như mình đây còn bị cậu ta tẩn cho một trận nữa là. Suýt chút nữa là mình đã bị cậu ta tẩn chết rồi, thân thể bán thần thì có là gì? Một giây sau, ầm, một tiếng nổ to vang lên. Một lão già thân thể bán thần của nhà họ Phó vừa mới lao tới trước mặt Diệp Bách Minh đã bị anh đập một phát nổ tung. Nhẹ báng, như thể vừa làm một chuyện quá nhỏ nhặt, chẳng có gì đáng kể. Mẹ kiếp, đám người của nhà họ Cổ ngẩn người, người nào người nấy há hốc miệng, cằm suýt rớt xuống đất. Sao có thể như vậy được? Không thể nào, rốt cuộc mày là loại quái vật gì? Một lão già nhà họ Phó cực kỳ hoảng sợ, chỉ tay vào người Diệp Bắc Minh, bờ môi tím tái, chân bước giật lùi lại như thể nhìn thấy mét. Diệp Bắc Minh cười, ông chạy làm cái gì? Ồ, cơ thể yểu điệu của Diệp Vini run lên, là giọng nói của cậu Diệp ư. Cô ta không khỏi hé đôi mắt xinh đẹp ra nhìn. Sau đó, Diệp Vini được chứng kiến một cảnh tượng suốt đời khó quên. Diệp Bắc Minh sải bước tiến về phía hai thân thể bán thần của nhà họ Phó. Trong khi đó, hai thân thể bán thần này lại đang vội vã bỏ chạy bán sống bán chết. Đúng vậy, bỏ chạy bán sống bán chết. Ồ, sao lại chỉ có hai thân thể bán thần thôi? Không phải ban nãy là ba hay sao? Diệp Vini thắc mắc. Đúng lúc này, Diệp Bắc Minh đã đuổi kịp một trong hai thân thể bán thần đó, bất thình lình giơ tay lên nhấn xuống. Am, trời sập đất nứt. Mặc dù vị thân thể bán thần kia đã ra tay phản kháng nhưng hoàn toàn không đỡ nổi một đòn của Diệp Bắc Minh. Rắc một tiếng, hai tay ông ta nổ tung. Sau đó, thân thể sụp đổ, hóa thành một làn xương máu. Ôi! Toàn thân Vini run rẩy dữ dội, hai chân mềm nhũ, hai tay bịt chặt miệng. Rốt cuộc cô ta cũng biết vì sao chỉ còn lại hai thân thể bán thần, bởi vì trong lúc cô ta nhắm mắt lại, cậu Diệp đã đập. Một thân thể bán thần chết tan xác mất error. Ầm, tiếng nổ nặng nề thứ ba vang lên. Thân thể bán thần thứ ba nổ tung, làn xương máu bay tán loạn. Lúc này, bên ngoài thành Thiên Dung hoàn toàn im phăng phác. Bất kể là Diệp Vini, Diệp Kinh Vân, Diệp Cuồng Nhân, người nhà họ Cổ hay hơn 1 triệu người tu võ đang có mặt ở đây. Tất cả đều khiếp sợ trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Sốc! Tất cả chỉ còn biết sốc và sốc. Đó là thân thể bán thần cơ mà. Sao ở trong tay Diệp Bắc Thần lại còn thua cả một con gà như vậy? Có giết gà cũng không nhanh tới mức này đúng không? Có người chật vật lên tiếng. Ức ực, bọn họ có thật là thân thể bán thần không vậy? Một vài cường giả điên cuồng nuốt nước bọt, nói nhảm, hơi thở vừa rồi chắc chắn đúng là của thân thể bán thần rồi, một vài người tu võ cảnh giới đế, cảnh giới. Đế tôn điên cuồng gật đầu. Người nào người nấy mắt hãn tơ máu nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Sát thần quả là kinh khủng y như lời đồn. 10 thanh niên nam nữ của nhà họ Phó chợt hoàn hồn. Diệp Bắc Minh lạnh lùng tung ra một cú đấm. Phụt! Một làn xương máu nổ tung. Con người của mọi người thu nhỏ hẳn lại. Nét mặt của Diệp Bắc Minh không hề thay đổi mảy mau, anh bước tới trước cửa thành Thiên Dung, thần sử, giờ đi được chưa? Hả? Vương Nguyên hoàn hồn, vội vàng gật đầu, được, được, được. Chúng ta đi thôi. Đám người của nhà họ Diệp và nhà họ Cổ tôi nhìn anh nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau, không ai dám bước vào thành Thiên Dung trước. Tất cả trơ mắt ra nhìn Diệp Bắc Minh dẫn đầu nhóm người của học viện Viễn Cổ đi vào thành Thiên Dung rồi biến mất. Đùi đù, đù, sát thần kinh khủng quái. Cả ba thân thể bán thần của nhà họ Phó đều đã thiệt mạng rồi, sau này nhà bọn họ coi như xong. Học viện Viễn Cổ muốn quật khởi, ai dám không nể mặt. Bên ngoài thành Thiên Dung ồn ào bàn tán. Ở thần điện sâu bên trong thành Thiên Dung, nhóm Diệp Bắc Minh đứng trên một đài cao khổng lồ. Dưới chân đài cao có khắc một lượng lớn phủ văn không gian. Một thanh niên nhà họ Diệp hỏi, xin hỏi thần sử, chỉ cần đi qua truyền tống trận này là chúng tôi sẽ tới thần giới ư? Vương Nguyên cười khẩy một tiếng, làm gì có chuyện đơn giản như thế được. Truyền tống trận chỉ có thể đưa mọi người tới đài phong thần mà thôi. Chỉ người nào vượt qua được vòng tuyển chọn mới có tư cách tới thần giới. Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta bị muộn rồi. Sau khi Vương Nguyên hô xuất phát, phù văn của trận pháp dưới chân lập tức sáng lên. Không gian xung quanh bị bóp méo, một luồng năng lượng rất mạnh lướt qua, sáng lên lấp lóe.
Tới khi chân mọi người chạm đất thì lúc này bọn họ đã ở trong một không gian đặc biệt. Dưới chân bọn họ vẫn là một truyền tống trận khổng lồ. Xung quanh nơi này có chừng mấy trăm truyền tống trận giống như vậy. Đằng trước truyền tống trận có một quảng trường, trên quảng trường đã có hàng chục ngàn người tu võ đứng chờ sẵn. Nhìn qua một lượt, đế tôn, hầu như tất cả đều là đế tôn. Trời ạ, những người này ai ai cũng đều là cảnh giới đế tôn cả ư? Một thanh niên nhà họ Diệp nghẹn họng, trố mắt ra nhìn. Một người phụ nữ nuốt nước bọt, không chỉ có nhiều cảnh giới đế tôn như vậy mà còn hầu như cứ 10 người thì lại có một người là thân thể bán thần. Còn có mấy người trẻ tuổi có hơi thở khá tương đồng với các thần sử. Lẽ nào bọn họ đều là cảnh giới chân thần hay sao? Đằng trước, một nhóm thanh niên chiếm giữ vị trí chính giữa trung tâm của quảng trường. Được muôn người vây quanh. Xung quanh bọn họ có mấy thanh niên thân thể bán thần đứng khoanh tay như người hầu. Vương Nguyên tỏ ý khinh thường, chẳng phải là tại huyền giới của các người quá kém hay sao? Năm nào cũng chỉ tuyển chọn được mấy người hầu của thần, không hề có ai được tám thế lực lớn chọn làm đệ tử. Sắc mặt của tất cả mọi người thuộc nhà họ Diệp, nhà họ Cổ và học viện Viễn Cổ đều khá khó coi. Ở huyền giới, bọn họ đã là top người trẻ tuổi giỏi nhất rồi. Nhưng khi so với các thế giới khác thì vẫn thua xa. Ở các thế giới khác, người nào người nấy đều là cảnh giới đế tôn, ngay cả thân thể bán thần cũng chẳng hiếm hoi gì. Thậm chí còn có cả người lên tới cảnh giới chân thần. Vậy mà bọn họ lại chỉ mới tới cảnh giới đế. Trong đám đông hàng chục ngàn người này, bọn họ thực sự thuộc nhóm hạng bét. Hầu tử lắc đầu, sợ gì chứ, anh Diệp của tôi cũng đâu có. Kém. Mọi người nhìn thử Diệp Bắc Minh. Suy nghĩ trong lòng bỗng đổi thay lạ lùng. Đúng là cậu Diệp rất mạnh nhưng liệu có thể so được với thiên tài của các thế giới khác không? Đứng cách xa những mấy trăm mét mà tôi vẫn cảm nhận được khí thế sắc bén tỏa ra từ những người kia. So ra thì cậu Diệp không bằng những người đó thì phải. Một số người của nhà họ Diệp, nhà họ Cổ nghĩ thầm. Lê Mộng Ly đứng trong đám đông, ánh mắt sao động. Vốn dĩ cô ta còn muốn chủ động nịnh bợ Diệp Bắc Minh một chút để được chiếu cố đặc biệt. Giờ xem ra có vẻ như chuyện này là không cần thiết. Giá trị của những cường giả trẻ tuổi ở các thế giới khác còn cao hơn. Nghĩ đến đây, Lê Mộng Ly hỏi, đại nhân thần sử, những người kia vây quanh những người cảnh giới chân thần để làm gì vậy? Vương Nguyên chỉ tay vào một chiếc đài cao ở đằng san. Nó cao chừng mấy ngàn thước, đứng sừng sững như một tòa kim tự tháp. Tiếp theo, mọi người sẽ phải leo lên đài phong thần kia. Người có thể kiên trì được tới cuối cùng mới được tham gia vòng tuyển chọn tiếp theo. Hầu như thiên tài cảnh giới chân thần của các thế giới khác đều có thể vượt qua được áp lực, kiên trì tới cùng, hơn nữa bọn họ còn có thể che chở thêm cho một số người. Những người kia đứng gần bọn họ đương nhiên là để được che chở. Thì ra là thế, Lê Mộng Ly sực hiểu ra. Cô ta đảo mắt nhìn mấy người của học viện Viễn Cổ, Chu Băng Giao, Chu Toàn, Hạ Nhân Kiệt, Mã Phi Vũ, mấy người có đi cùng tôi không? Cô ta không hỏi Chu Nhược Giai, Hầu Tử, Long Khuynh Vũ và Mạc Đình Đình. Bởi vì chắc chắn mấy người này chọn đi theo Diệp Bắc Minh. Hả? Mấy người được hỏi sửng sốt, không phải chúng ta sẽ đi cùng nhau à? Lê Mộng Ly cười khẽ một tiếng, chúng ta chỉ cùng đi với nhau tới đây thôi. Còn về phần liệu sau này có thể tới được thần giới hay không? Là phụ thuộc vào bản thân chứ không phải vào người khác, hiểu không? Nói rồi, cô ta còn lơ đãng đánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Tiếc rằng, dường như Diệp Bắc Minh không hề nghe thấy lời Lê Mộng Ly nói. Anh chỉ cúi đầu, nhíu mày. Được rồi, mọi người hoạt động tự do đi. Vương Nguyên và Ngư Thất Tình dặn dò mấy câu rồi xoay người rời khỏi đây. Đúng lúc này, truyền tống trận dưới chân bọn họ sáng lên. Hơn 10 người xuất hiện sau lưng bọn họ, trông thấy trên truyền tống trận có người. Một người đàn ông cuồn cuộn cơ bắp, vóc dáng dũng mãnh quát, mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau cút đi cho tôi. Dám cản đường của Giang Hiêu này à? Muốn chết đúng không? Một thanh niên của nhà họ Diệp cười khẩy, Giang Hiêu nào vậy? Chúng tôi chưa từng nghe nói. Bốp! Anh ta còn chưa kịp nói dứt lời thì một tiếng tát vang giòn đã vang lên. Mọi người không kịp nhìn kỹ xem xảy ra chuyện gì, chỉ thấy thanh niên nhà họ Diệp vừa mới lên tiếng bị đập bay ra ngoài như một con chó chết. Dầm một tiếng, anh ta rơi xuống bên dưới truyền tống trận, mặt nát bét, máu me đầm đìa.
sao anh lại đánh người? Diệp Vy Ni nổi giận nói. Giang Hiêu tuét miệng cười một tiếng, ông đây chỉ tát anh ta một cái thôi là đã kiềm siết đấy. Nếu như là ở đại lục của bọn tôi thì tôi có xé nát anh ta cũng không ai dám nói một tiếng nào, cô có tin không? Anh! Diệp Vy Ni đang định lên tiếng. Thì chợt nghe những người tu võ đứng hóng chuyện xung quanh truyền tống trận thì thầm bàn tán, Giang Hiêu ư. Hắn a chính là chó dại Giang Hiêu, cảnh giới chân thần đỉnh phong. Nghe nói hắn ta tới từ đại lục thiên hỏa, chẳng những tính cách nóng nảy, giết người không chớp mắt. Mà quan trọng hơn hết là hắn ta có một người anh trai đã vượt qua được đợt tuyển chọn thần giáng lần trước. Hiện tại là đệ tử của một thế lực lớn nào đó ở thần giới. Nghe nói tên chó dại này cực kỳ hung tàn, ai chọc tới hắn ta đều sẽ bị hắn ta xé nát ngay tại trận. Thôi, đừng chọc vào hắn ta, chuồn thôi. Người thu võ xung quanh tới tấp tản đi. Đôi mắt đẹp của Diệp Vy Ni thu nhỏ lại, câu nói đang nói dở cũng ngưng bặt. Giang Hiêu tuét miệng cười một tiếng, coi như cô thức thời, đừng đứng cản đường của ông đây, tránh hết ra đi. Mọi người bất giác liếc nhìn Diệp Bắc Minh. Điều khiến mọi người bất ngờ là Diệp Bắc Minh lại là người đầu tiên nhảy khỏi truyền tống trận rồi biến mất. Đám đông sửng sốt. Cậu ta cũng sợ à? Đôi mắt của Diệp Vy Ni ánh lên vẻ thất vọng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cảnh giới của Giang Hiêu là chân thần đỉnh phong. Hơn nữa hẳn ta còn có một người anh ở thần giới làm chỗ dựa, cậu Diệp sợ hắn ta cũng là lẽ thường tình. Lê Mộng Ly thầm thấy buồn cười, xem ra lựa chọn của mình là đúng. Dù cho Diệp Bắc Minh có tài giỏi cỡ nào ở huyền giới, thì ở trước mặt vô vàn thiên tài, cậu ta cũng vẫn phải cúi đầu khuất phục. Sau đó, mọi người đều nén giận rời khỏi truyền tống trận, nhường đường cho Giang Hiêu. Trơ mắt nhìn Giang Hiêu dẫn theo đám thuộc hạ nghênh ngang chuẩn bị rời khỏi đây. Bỗng nhiên, Giang Hiêu dừng lại, nhìn lướt qua thanh niên nhà họ Diệp nằm dưới đất. Bất ngờ ra tay. Thanh niên nhà họ Diệp bị nổ chết ngay tại trận. Một giọng nói lạnh lùng cất lên, nhớ lấy, trên đời này, những kẻ dám đấu khẩu với Giang Hiêu đều phải chết. Mấy thần sử đứng xung quanh nhìn về phía này, sau đó cố ý ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác, vờ như không nhìn thấy. Những người tu võ khác hít sâu một hơi, có người run rẩy mở miệng, nhìn thấy gì chưa? Ngay cả thần sử cũng không dám làm gì Giang Hiêu, chúng ta phải tránh xa hẳn ta ran. Đám người nhà họ Diệp chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Hiêu đi về phía khu vực chính giữa trung tâm quảng trường. Lê Mộng Ly thừa cơ nói đều, mọi người thấy rồi chứ. Diệp Bắc Minh cũng chỉ là một người bình thường thôi. Ở trước mặt những thiên tài trẻ tuổi có thực lực đáng sợ và hậu thuẫn mạnh mẽ, cậu ta còn chuồn đi nhanh chân hơn bất kỳ yêu. Tôi nói lại lần cuối, ai muốn đi theo tôi thì đi thôi. Nói xong, cô ta quay người đi về phía đông người náo nhiệt nhất. Tôi cũng đi. Hạ Nhân Kiệt và Chu Toàn liếc nhìn nhau, đây là cơ hội cả đời chỉ có một lần, nếu không nắm bắt lấy nó thì đúng là ngu ngốc. Hai người nhanh chóng rời đi. Chu Băng Giao thoáng do dự, liếc nhìn mọi người, nói tôi đi qua đó trước chờ mọi người. Nói rồi, cô ta cũng đuổi theo nhóm người kia. Trái lại, người nhà họ Diệp và nhà họ Cổ lại không hề có động tĩnh gì. Hầu Tử Măng, mẹ kiếp. Đều là người của học viện viễn cổ tới đây nhưng không hề có chút tình đoàn kết nào hết. Thôi, ai cũng có lựa chọn riêng của mình thôi, Chu Nhược Giai lắc đầu. Hầu Tử nhìn lướt qua mọi người, ồ, anh Diệp đâu rồi, sao anh ấy lại đi nhanh như vậy chứ? Hầu Tử hiểu rõ tính cách của Diệp Bắc Minh. Chắc chắn anh sẽ không nhường đường chỉ vì thực lực và thân phận của Giang Hiêu, nhất định là có nguyên nhân khác. Lúc này, Diệp Bắc Minh đã len qua đám đông, tới một góc khác. Có một cô gái mặc áo chẳng ngồi trên mặt đất, đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng. Mạng che mặt che khuất dung mạo của cô gái. Diệp Bắc Minh đỏ hoe mắt, người run run, đại sư tỷ. Người trước mắt anh chính là đại sư tỷ Lạc Khuynh Thành. Ngay từ khoảnh khắc đặt chân xuống đài phong thần, tháp Càn Khôn Chấn Ngục đã cảm ứng được sự hiện diện của Lạc Khuynh Thành. Cho nên Diệp Bắc Minh mới mặc kệ tất cả, chạy tới chỗ đại sư tỷ. Cô gái mặc áo chẳng hơi ngẩn người. Sâu trong đáy mắt lóe lên sợ hãi. Một giây sau, cô gái này bình tĩnh đáp, anh nhận lầm người rồi, tôi không phải là đại sư tỷ của anh. Diệp Bắc Minh tưởng là đại sư tỷ trách mình nên vội vàng giải thích, đại sư tỷ, em đến trễ rồi. Em tìm khắp đoạn hồn đài mà vẫn không tìm thấy thần hồn của chị, không ngờ chị lại tái tạo một cơ thể mới.
tiểu sư đệ thấy mừng thay cho chị, đại sư tỷ, em. Cô gái mặc áo chẳng cười gắn, tôi đã nói rồi, tôi không phải đại sư tỷ của anh. Đại sư tỷ, em. Xin anh đi chỗ khác cho. Trông thấy ánh mắt lạnh giá của cô gái mặc áo chẳng. Diệp Bắc Minh đành phải im lặng lùi lại. Tiểu Tháp, không phải ông nói cô gái này là đại sư tỷ của tôi ư? Hỏi thừa. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp, chúng ta cùng chung suy nghĩ, sẻ chia hiểu biết. Hẳn là cậu cũng có thể cảm nhận được trên người cô gái này có hơi thở của đại sư tỷ của cậu. Người này chắc chắn là đại sư tỷ của cậu, không thể nào sai được. Vậy vì sao đại sư tỷ lại không chịu nhận tôi? Chẳng lẽ đại sư tỷ vẫn còn giận tôi ư? Diệp Bắc Minh cau mày. Trong lòng anh ngổn ngang nhiều câu hỏi không sao tìm ra được lời giải. Suy nghĩ một lát nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Quên đi, chỉ cần sư tỷ không sao là được. Anh quay lại trước mặt mấy người Chu Nhược Giai, Hầu Tử và Long Khuynh Vũ. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh quay trở lại, Hầu Tử nhanh chóng chạy tới, anh Diệp, anh đi đâu vậy? Tôi nhìn thấy đại sư tỷ. Diệp Bắc Minh không giấu giếm. Cái gì? Đại sư tỷ, chị ấy không sao chứ? Mọi người vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng vậy, đại sư tỷ không biết dùng cách gì đã tái tạo được cơ thể, sống lại. Thật tốt, quái vẻ u ám trên mặt mọi người đều bị quét sạch. Diệp Bắc Minh cau mày, chẳng qua, đại sư tỷ hình như không nhận ra tôi. Tôi nhấn mạnh mấy lần, nhưng chị ấy lại nói rằng tôi nhận nhầm người. Chu Nhược Giai khẽ mỉm cười, chồng, có lẽ sư tỷ có chuyện gì giấu giếm thì sao? Ở đây có nhiều người mắt tạp, chỉ cần chị ấy không sao là được, nói không chừng chúng ta có thể gặp lại nhau ở thần giới. Cũng phải. Diệp Bắc Minh cười gật đầu. Nhìn xung quanh, sao lại thiếu mất mấy người rồi? Hầu Tử cười mỉa, Lê Mộng Ly xuống truyền tống trận, dẫn theo đám người đi nịnh bợ người ta đi rồi. Nè, anh có thể tự mình nhìn. Hầu Tử dùng căm chỉ vào khu vực trung tâm quảng trường. Quả nhiên, đám người Lê Mộng Ly đang đứng trước mặt một thanh niên, nói chuyện với vẻ mặt đầy nịnh nọt. Trong lòng Diệp Bắc Minh không hề gợn sóng, tùy bọn họ thôi. Lời nói thay đổi, sao rồi? Nhà họ Diệp cũng thiếu một người sao? Sắc mặt của đám người hơi thay đổi, giọng nói của Hầu Tử trầm xuống, chỉ vào một mảnh vết máu dưới chân truyền tống trận. Vừa nãy có một người tên Giang Hiêu xuất hiện, một người của nhà họ Diệp tranh cãi hai câu đã bị giết ngay tại chỗ. Vết máu này chính là anh ta. Diệp Bắc Minh cau mày, khó trách bầu không khí trong nhà họ Diệp không thích hợp. Cô Diệp, cô thấy thế nào? Anh nhìn về phía Diệp Phi Ni. Người sau cười khổ một tiếng, chúng ta không thể trêu vào Giang Hiêu. Cậu Diệp, quên đi thôi, quên đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nếu như là ở chỗ khác, tôi có thể mặc kệ chuyện của các người. Nhưng, nơi này là đài phong thần. Nếu mọi người đã đến từ cùng một nơi, vậy thì có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đám người nhà họ Diệp và nhà họ Cổ kinh ngạc nhìn anh. Đôi mắt đẹp của Diệp Vini càng là sáng lên, cậu Diệp, ý của anh là gì? Diệp Bắc Minh trực tiếp xoay người, đi về phía Giang Hiêu, hẳn ta bắt nạt các người như thế nào, tôi bắt nạt lại như vậy. Đệt, đi thôi. Hầu Tử xắn tay áo lên, dáng vẻ hóng Dreamer, không chê chuyện lớn, mấy câu của anh Diệp khiến tôi sôi máu rồi đây. Đệt con mẹ nói, hắn ta bắt nạt các người như thế nào, tôi bắt nạt lại như vậy. Một câu ngắn ngủi, nhưng nó lại khiến dòng máu chảy trong mỗi người của nhà họ Diệp và nhà họ Cổ sôi trào. Chúng ta đều là người luyện võ, dựa vào đâu phải chịu người khác ức hiếp như vậy. Đúng vậy, ở huyền giới, chúng ta cũng là những thiên tài đứng đầu, tại sao ở chỗ này lại phải chịu ức hiếp như vậy? Đám người nhà họ Diệp và nhà họ Cổ nắm chặt nắm đấm. Cả người Diệp Phini choáng váng, thậm chí mũi cũng có. Chút chua xót. Nhìn nhịp chân của Diệp Bắc Minh kiên quyết tiến về phía trước, cô ta hít sâu một hơi, toàn bộ người nhà họ Diệp mau đi theo cậu Diệp. Rõ. Toàn bộ người nhà họ Cổ, đi thôi. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Bắc Minh, bọn họ nhanh chóng tiến về khu vực trung tâm của quảng trường. Lúc đầu, không mấy ai chú ý nhiều đến bọn họ. Khi Diệp Bắc Minh và những người khác đến gần trung âm quảng trường, mọi người không muốn chú ý cũng khó. Dù sao, càng đến trung tâm quảng trường, người tu võ càng thưa thớt. Cảnh giới đế tôn chỉ có thể nghỉ ngơi ở rìa ngoài. Thân thể bán thần có thể đến gần khu vực trung tâm hơn một chút,
Theo sau Diệp Bắc Thần có hơn 20 người, sải bước đi về phía trung tâm quảng trường, vô số ánh mắt đang đổ. Dồn vào bọn hỏi, những người này là ai vậy? Đế cảnh, tất cả đều là đế cảnh, một tên đế tôn cũng không có, chứ đừng nói đến thân thể bán thần. Bọn họ hình như đến từ một nơi tên là huyền giới, bọn họ điên rồi sao? Đế cảnh mà lại dám đến gần trung tâm quảng trường ư? Vô số người đều cảm thấy hứng thú. Hả? Lê Mộng Ly cũng chú ý tới Diệp Bắc Minh, không khỏi kêu lên một tiếng, che lại miệng nhỏ. Chàng trai ngồi trước mặt cô ta bình tĩnh nói, cô biết cậu ta à? Triệu Vân Phi, cảnh giới chân thần đỉnh phong. Đây cũng chính là mà người Lê Mộng Ly đầu nhập. Cậu Triệu, người dẫn đầu tên là Diệp Bắc Minh, cậu ta đến từ cùng một nơi với tôi, Lê Mộng Ly thành thật trả lời. Diệp Bắc Minh. Triệu Vân Phi nâng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, thật thú vị, bọn họ cùng nhau đến tìm nơi nương tựa sao. Người đàn ông mặc áo tím bên cạnh cười một tiếng đầy nghiền ngẫm, một đám đế cảnh còn không đủ tư cách làm bia đỡ đạn. Từ ngạo. Người cũng như tên. Trên người của thanh niên dẫn đầu hình như có một loại hơi thở đặc biệt, tôi dường như không thể nhìn thấu cảnh giới của cậu ta. Một giọng nói như tiếng trời vang lên. Triệu Vân Phi và Từ Ngạo đồng thời nhìn sang. Thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên người bao phủ bởi một vầng ánh sáng thần thánh. Những từ ngữ như tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành đều không thể diễn tả hết sự hoàn hảo của cô ta. Cô ta chỉ lặng lặng ngồi đó, cũng hấp dẫn vô số ánh mắt sỉ mê của đám đàn ông. Chỉ là ngại Triệu Vân Phi và Từ Ngạo có thực lực đáng sợ nên không ai dám tiến lên bắt chuyện mà thôi. Cô Thanh Từ, cô có hứng thú với tên nhóc này sao? Vẻ mặt Từ Ngạo đắc ý, để tôi gọi cậu ta đến, cô Thanh Từ có thể hỏi giỏi. Trước tiên chúng ta hãy xem đã. Nguyễn Thanh Từ lách đầu. Cùng lúc đó, Diệp Bách Minh chạy tới trước mặt Giang Hiêu. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chính là anh đã giết bạn đồng hành của tôi sao? Những lời này vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Á đùi! Tất cả người tu võ đều trừng to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Triệu Vân Phi cũng không khỏi sửng sốt trong giây lát. Vẻ mặt Từ Ngạo đầy kinh ngạc, ôi đệt, cậu ta điên rồi sao? Vẻ mặt Nguyễn Thanh Từ vô cảm, lặng lẽ quan sát. Giang Hiêu sớm đã chú ý tới đám Diệp Bắc Minh cùng nhau đi tới, mãi cho đến khi đối phương đến trước mặt hắn ta. Hỏi ra những lời này. Trong suốt quá trình, sắc mặt Giang Hiêu vô cùng lạnh lẽo. Bỗng nhiên, hắn ta cười. Cậu nói đến cái người trên truyền tống trận đó sao? Không sai, anh ta là do tôi giết. Giang Hiêu nhếch mép cười một tiếng, đáng tiếc, anh ta giống như một tờ giấy vậy, đụng một cái đã rách. Vừa dứt lời, Giang Hiêu chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng người lóe lên. Một giây sau, hắn ta đã bị ai đó túm lấy cổ. Thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị ném văng ran. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, thân thể của hắn ta đập mạnh xuống đất. Gạch lát sàn nổ tung, Giang Hiêu càng là phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ xương cốt trong cơ thể như muốn tan thành từng mảnh. Cái này, Triệu Vân Phi, Từ Ngạo, Nguyễn Thanh Từ, bao gồm Lê Mộng Ly và tất cả mọi người đều duy trì động tác đờ đẫn. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng. Diệp Bắc Minh đã cười giễu cợt, xem ra anh cũng không phải đặc biệt cứng rắn nhỉ. Trời ơi, hiện trường hoàn toàn nổ tung. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt kính nể. Con mẹ nó, cậu muốn chết. Giang Hiêu gần như là gầm thét nói ra những lời này, hai mắt càng là lập tức tràn ngập tơ máu. Hơi thở của cảnh giới chân thần bộc phát, hẳn ta lao về phía Diệp Bắc Thần như một con chó điên. Cực kỳ hung hãn. Đúng lúc mọi người cho rằng Diệp Bắc Minh sẽ bị Giang Hiểu xé nát tại chỗ. Một tiếng ầm truyền đến. Giang Hiểu bay ra ngoài giống như một con chó chết, lại đập mạnh xuống mặt đất một lần nữa, trên khuôn mặt giận dữ của hắn ta lưu lại một dấu dày. Thì cái gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Nếu anh phách lối, tôi sẽ càng phách lối hơn. Nếu anh ngông cuồng, tôi sẽ càng ngông cuồng hơn. Thằng nhóc này từ đâu tới vậy? Vô số người tu võ duy trì động tác nghẹn họng nhìn chân chối. Cậu ta là cảnh giới gì vậy? Triệu Vân Phi cũng không nhìn được quay đầu, nhìn chăm chăm vào Lê Mộng Ly. Lê Mộng Ly có hơi choáng váng, vừa rồi Diệp Bắc Minh không phải vì một câu quát lớn của Giang Hiêu mà bỏ chạy hay sao? Bây giờ tại sao dám chủ động ra tay với Giang Hiêu? Cậu ta làm sao dám? Cậu Triệu,
theo tôi được biết thì một năm trước đó, cậu ta hẳn là cảnh giới hư vương. Lê Mộng Ly không dám giấu giếm, về phần cảnh giới hiện tại, tôi nhìn không ra. Cái gì cơ? Một năm trước cậu ta mới là cảnh giới hư vương sao? Con người của Triệu Vân Phi co lại một chút. Từ ngạo vụt một cái đã đứng lên đến, không thể nào. Một năm trước đó mới tới cảnh giới hư vương, bây giờ cao. Hơn nữa cũng chỉ là đế cảnh mới phải. Nếu cậu ta chỉ là đế cảnh, sao có thể đánh đập một người thuộc cảnh giới chân thần đỉnh phong như tên chó điên Giang Hiêu? Lẽ nào đúng như lời nói của cậu ta, Giang Hiêu chỉ như tờ giấy. Nguyễn Thanh Từ cắn lên đôi môi đỏ mọng một chút, không nói gì. Không biết tại sao, tim của cô ta lại đập nhanh hơn. Máu trong cơ thể có chút sôi trào. Vô thức sờ soạng vị trí trước ngực. Ở đây có một mảnh cốt chí tôn. Đây chính là bí mật tối thượng của nhà họ Nguyễn. Ngoại trừ một số tổ tiên và gia chủ, không ai biết đến. Vì sao vào giây phút nhìn thấy Diệp Bách Minh, cốt chí tôn lại có phản ứng? Đệt, cậu thành công chọc giận tôi rồi đấy. Chết đi. Một giây sau, trên người Giang Hiêu bộc phát ra huyết khí tận trời. Sau lưng hắn ta xuất hiện một con thiên lang màu đen. Ánh sáng đẫm máu từ hóa văn lóe lên, mang theo hơi thở khát máu tấn công điên cuồng. Một bước vào tới trước người Diệp Bắc Minh. Mang theo sự giận dữ vô tận, hai tay chắp lại, dùng sức đập mạnh về phía đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay đấm ra ngoài. Rầm. Không có gì ngạc nhiên khi chuyện ngoài ý muốn vẫn không xảy ra. Một tiếng vang chấn động trời đất, hai nằm đấm của Giang Hiêu đột nhiên nổ tung, khiến hắn ta đau đớn bay về ra ngoài. Hắn ta ngã xuống đất như một con chó chết. Cậu! Khuôn mặt kiêu ngạo của Giang Hiêu cuối cùng cũng lộ ra một chút sợ hãi. Anh vô cùng ngạc nhiên nhỉ? Diệp Bắc Minh bình tĩnh hỏi. Đệt! Quá nhục nhã! Giang Hiêu suýt nữa tức chết, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói, cậu biết làm như vậy có ý nghĩa gì không? Tôi không cần biết cậu là yêu. Nếu như cậu đắc tội tôi, chỉ có một kết quả, đó chính là bị xé nát. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, nắm lấy vai của Giang Hiêu. Dùng sức kéo một cái. Ầm, một cánh tay mang theo cơ bắp và gân mạch đột ngột bị xé toạc. Xương trắng dày đặc. Là như thế này sao? Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời tôi, nếu không lần sau thứ bị xé nát sẽ là đầu của anh. Giọng nói của Diệp Bắc Minh như lời thẩm phán của tử thần. Giang Hiêu thở hổn hển, thậm chí quên mất đau đớn kịch liệt. Run rẩy nhìn người trước mặt, đúng vậy. Xin lỗi vị công. Từ này, Giang Hiêu tôi biết sai rồi. Lẽ ra tôi không nên giết bạn đồng hành của cậu, tôi xin. Lỗi, nói xong, Giang Hiêu quả quyết quỳ xuống mặt đất, một lúc dập đầu ba cái. Một giây sau, hắn ta lao tới trước vết máu của người nhà họ Diệp kia, dập đầu thêm vài lần nữa. Thật xin lỗi, Giang Hiêu tôi sai rồi. Tên chó điên Giang Hiêu vinh vinh váo váo như vậy. Hắn A cư nhiên thừa nhận sai lầm. Vẻ mặt của mấy người Triệu Vân Phi, Nguyễn Thanh Từ Ngạo đầy kinh ngạc. Điều này còn chấn động hơn việc Diệp Bắc Minh đánh bại Giang Hiêu, xé toang cánh tay của hắn ta trước mặt mọi người. Toàn trường lặng ngắt như tờ khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Giang Hiêu cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta không che giấu chút nào sự khuất nhục và giận dữ trong mắt. Hắn ta hiểu rõ, thừa nhận sai lầm là lối thoát duy nhất lúc này. Giang Hiêu sát phạt quyết đoán, hắn ta biết rõ người trước mắt là cùng một kiểu người với mình. Thậm chí còn hung tàn, ác liệt hơn hẳn ta. Thừa nhận sai lầm còn có thể bảo vệ một cái mạng này của mình. Chỉ cần biết sai là được. Diệp Bắc Minh gật đầu, từ xưa đến nay, giết người thì đền mạng. Tôi đã nhận lỗi, cậu còn muốn giết tôi, Giang Hiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu. Hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Răng của hắn A đều sắp bị căn gãy. Tôi có nói không giết anh sao? Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại một câu. Đang lúc Diệp Bách Minh chuẩn bị giết Giang Hiêu, một tiếng quát lớn vang lên, dừng tay. Nơi này là đài phong thần, ai cho phép cậu tổn thương người khác ở đây? Soạt! Một cây thần thương bằng vàng đâm về phía đầu của Diệp Bắc Minh, anh chỉ có thể từ bỏ việc giết chết Giang Hiêu. Đưa tay đấm ra một đòn. Thần thương bằng vàng bay ra ngoài. Đâm xuống đất, không ngừng lắc lư. Anh Trần, à không, thần sử cứu tôi với, Giang Hiêu hét lớn một tiếng, bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Ở phía xa, hàng chục bóng người đang chậm rãi bước về phía họ.
Vương Nguyên, Ngư Thất Tỉnh cũng có mặt trong đám người. Người dẫn đầu khoát tay, thần thương bằng vàng bay vào lòng bàn tay anh ta, chỉ vào Diệp Bắc Minh, thằng nhóc, cậu thật to gan, sao dám giết người trước mặt tôi? Lẽ nào cậu không có để thần sử chúng ta vào trong mắt? Trần Vạn Lê đến rồi, xem ra Giang Hưu sẽ không phải chết, Triệu Vân Phi lắc đầu. Từ Ngạo chép miệng, đáng tiếc, nếu chậm thêm đến một lát thì Giang Hưu đã chết rồi, chúng ta cũng ít đi một đối thủ cạnh tranh. Đối mặt với lời chất vấn của Trần Vạn Lê, Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại một câu, trên đài phong thần không cho phép giết người sao? Nói nhảm. Trần Vạn Lê bỗng nhiên quát một tiếng. Thần thương bằng vàng trong tay đập mạnh xuống đất, nếu trên đài phong thần có thể tùy ý giết người, chẳng phải là loạn sao? Bất luận kẻ nào dám giết người trên đài phong thần, kẻ đó nhất định đáng chém, thần hồn câu diệt. Lời này vừa ra khỏi miệng. Sắc mặt của Giang Hưu trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Diệp Bắc Minh chỉ vào Giang Hưu, như vậy thì mời thần sử ra tay. Đây chính là người đã giết một trong những người bạn đồng hành của tôi vừa rồi. Cái gì? Trần Vạn Lê hơi sửng sốt. Vừa xuất hiện tại hiện trường, anh ta đã nhìn thấy Diệp Bắc Minh muốn giết Giang Hưu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ, kẻ giết người trước lại là Giang Hưu. Sắc mặt anh ta hơi thay đổi, Giang Hưu, những lời anh ta nói có phải là sự thật không? Hai mắt Giang Hưu đỏ hoe, có nhiều người ở đây tận mắt nhìn thấy anh ta công khai giết người, căn bản không thể phản bác lại. Chỉ có thể gật đầu tôi. Là do người kia cản đường tôi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng mở miệng, chỉ vì cản đường anh mà anh lại giết người sao? Dám hỏi các vị thần sử, trên đài phong thần có quy định nào bảo rằng kẻ cản đường thì sẽ bị giết không? Toàn trường im lặng, sắc mặt Trần Vạn Lê càng tối sầm hơn, xin hãy trả lời tôi. Diệp Bắc Minh hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm vào Trần Vạn Lê. Trần Vạn Lê có chút tức giận, thằng nhóc này, anh đang chất vấn bổn thần sử sao? Diệp Bắc Minh trả lời đúng mực, có phải thần sử đang muốn bảo vệ người này không? Anh! Trần Vạn Lê trợn to hai mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Ở đây có nhiều người như vậy, làm sao anh ta dám bao che cho Giang Hưu ngay trước mặt mọi người? Đừng để đến lúc đó không những không thể cứu được người mà ngay cả bản thân cũng gặp họa, bổn thần sử rất công bằng, sao có thể bao che cho anh ta? Diệp Bắc Minh gật đầu đáp, được. Vậy mời thần sử giết chết người này đi. Giống như thần sử vừa mới nói, ai dám giết người ở đài phong thần thì đều sẽ bị trừng phạt, thần hồn sẽ bị tiêu diệt. Mỗi một chữ thốt ra đều vang dội và có lực. Nói năng rất khí phách. Ánh mắt Trần Vạn Lê âm trầm đến mức có thể giết người, chỉ có thể hạ lệnh, người đâu, bắt Giang Hưu lại, chờ bị xử lý. Đồng thời truyền âm cho Giang Hưu, Giang Hưu, lần này anh sẽ không thể tham gia cuộc tuyển chọn thần hàng. Sau này, tôi sẽ tìm cơ hội để thả anh đi, lần sau anh hãy quay lại đây. Dù sao, dựa vào thực lực của anh thì chờ vài năm nữa cũng không thành vấn đề. Giang Hưu oán hận trả lời, được, cảm ơn anh Trần. Ánh mắt xoay chuyển, lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Bắc Minh. Hai vị thần sử tiến lên, dùng xích sắt khóa Giang Hưu lại. Anh ta quay đầu lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, vẻ mặt điên cuồng uy hiếp nói, Diệp Bắc Minh đúng không? Tôi sẽ nhớ kỹ anh. Tôi cam đoan anh sẽ rất hối hận cho xem. Còn có từng người bên cạnh anh, Giang Hưu tôi đều nhớ kỹ, Giang Hưu tôi đều nhớ sẽ nhớ hết. Các người sẽ biết cái gì gọi là chó dại. Ha ha ha, bả vai điên cuồng run lên khi bật cười. Đột nhiên, một bóng người nhanh chóng lao ra, đứng trước mặt Giang Hưu. Một bàn tay to không hề dè dặt rơi xuống. Anh muốn làm gì? Con người của Giang Hưu kịch liệt co rút lại. Mau cởi trói cho tôi. Giang Hưu điên cuồng giấy giụa, đáng tiếc cả người đều bị xiềng xích trói chặt. Hoàn toàn không thể phát huy được sức mạnh, không muốn. Với một tiếng gầm lớn, xương máu nổ tung, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh. Triệu Vân Phi liếc nhìn Từ Ngạo, xem ra lại có nhiều thêm một đối thủ mạnh. Từ Ngạo nhướng mày, ba điểm số cao nhất nhất định là của chúng ta. Nếu anh ta dám làm loạn, giết. Lê Mộng Ly hoảng sợ trợn to hai mắt, tim gần như ngừng đập. Hầu tử nắm chặt quả đấm, nhiệt huyết sôi trào. Thân thể mềm mại của Diệp Vini hơi run lên, ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh. Mọi người trong nhà họ Diệp đều nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt kính nể, cậu Diệp đã ra mặt vì chúng tôi như vậy. Sau này, nếu có ai dám gây khó dễ với cậu Diệp thì sẽ là kẻ thù của chúng tôi.
Đệt! Sao anh dám? Sắc mặt Trần Vạn Lê lập tức trở nên trắng bệch, lảo đảo. Lui về sau 7-8 bước. Anh trai Giang Hiêu đã hứa, cho dù như thế nào cũng phải bảo vệ tính mạng của em trai bằng mọi giá. Hiện tại, Giang Hiêu bị người khác đánh không còn gì cả ngay trước mặt mọi người. Anh ta phải giải thích thế nào đây? Xin hỏi thần sử, Giang Hiêu đã công khai giết người như vậy, tôi chém chết Giang Hiêu có tội gì sao? Trần Vạn Lê gần như nghiến răng, chỉ hận có thể lao tới xe nát Diệp Bắc Minh. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, anh ta chỉ có thể thốt ra ba chữ, không có tội. Diệp Bắc Minh cũng lười nhìn Trần Vạn Lê lần nữa, xoay người lại nhìn mấy người Chu Nhược Giai, Hầu Tử, Long Khuynh Vũ, Diệp Vi Ni ở bên cạnh. Diệp Vi Ni cảm kích nói, anh Diệp, nhà họ Diệp của chúng tôi nợ anh một ân tình rất lớn. Sau này, anh Diệp cần gì ở chỗ chúng tôi thì cứ mở miệng. Anh Diệp, từ nay trở đi, chuyện của anh chính là chuyện của chúng tôi. Những người còn lại trong nhà họ Diệp vỗ ngực. Vào lúc này, ở bên cạnh đài phong thần, ánh mắt của cô gái mặc áo trắng lóe lên, vị tiểu sư đệ này của cô hình như có chút gì đó đặc biệt. Sâu trong đáy lòng vang lên một giọng nói yếu ớt kiêu ngạo, người đó là tiểu sư đệ của tôi, đứa con kiêu hãnh của trời. Chấp niệm vẫn còn mạnh mẽ như vậy sao? Cô gái mặc áo trắng nhướng mày một cái, chờ khi tôi tiến vào thần giới thì chấp niệm cuối cùng này của cô cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, bùm, toàn bộ đài phong thần chấn động dữ dội, như thể xảy ra một trận động đất. Cô gái áo trắng nheo đôi mắt xinh đẹp lại, be đầu rồi. Một giây tiếp theo, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu mọi người, trọng lực của thần giới gấp trăm lần thế giới của các người. Tòa đài cao dưới chân của tôi được xây dựng để mô phỏng trọng lực của thần giới. Sau này tất cả các người đều sẽ lên đài cao này. Chỉ có người kiên trì đến cùng mới có tư cách tham gia lần tuyển chọn tiếp theo. Mọi người rối rít ngẩng đầu lên. Người lên tiếng không ai khác chính là Trần Vạn Lê. Ngoại trừ anh ta, còn có mấy chục thần sử đều đứng trên đài cao như kim tự tháp. Có người hỏi, xin hỏi thần sử, nếu không kiên trì được đến cùng thì sao? Trần Vạn Lê hừ lạnh một tiếng, ai không kiên trì đến cuối cùng thì không xứng tiến vào thần giới. Bắt đầu từ bây giờ. Vừa dứt lời, hàng ngàn phù văn dưới chân mọi người sáng lên. Bùm, ánh mắt của mọi người lóe lên, đều xuất hiện trên đài cao. Hừ, rất nhiều người thu võ tại kêu lên một tiếng, suýt chút nữa đã trực tiếp ngã xuống đất. Trọng lực gấp trăm lần quả thực đáng sợ, khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nhược Giai hơi trắng bệch, cắn vào đôi môi đỏ mọng, đây là trọng lực gấp trăm lần sao? Tôi cảm thấy nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn. Hầu Tử thả lỏng gân cốt một chút. Phát ra tiếng răng rác, cảm giác như có một ngọn núi lớn đè lên tôi, nhưng tôi cầm cự mấy giờ chắc sẽ không thành vấn đề. Long Khuynh Vũ gật đầu. Mới đứng được một lúc mà trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Diệp Phi Ni nhìn về phía mọi người trong nhà họ Diệp, mọi người cảm thấy thế nào? Thật là vất vả, tôi không thể được, tôi đi nghỉ ngơi một lát. Một thanh niên nhà họ Diệp cảm thấy chân mình yếu ớt, định nằm xuống đất. Vẻ on. Một bóng người vụt qua, tóm lấy vai anh ta, ngăn cản anh A nằm xuống, nếu anh nằm xuống thì sẽ bị loại ngay lập tức. Anh Diệp, người này liếc nhìn Diệp Bắc Minh. Một giây tiếp theo, mấy người tu võ ở gần đó không chịu nổi trọng lực gấp trăm lần, lần lượt bị ép quỳ rạp trên mặt đất. Bùm! Một luồng sáng trắng xoẹt qua, những người nằm trên mặt đất lập tức biến mất. Cố gắng chịu đựng. Diệp Bắc Minh nhắc nhở, trọng lực gấp trăm lần không chỉ là yêu cầu cơ bản để tiến vào thần giới mà còn là một phương pháp để tăng cường cực hạn của mọi người. Mọi người hãy thử dùng sự cố gắng kiên trì lớn nhất của mình, cho dù cuối cùng vẫn thất bại. Nhất định có thể nhận được những lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Được. Mọi người gật đầu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tôi không thể chịu được nữa. Không được, tôi không muốn mình bị loại. Thần giới, tôi muốn tiến vào thần giới. Vô số người tu võ trên đài cao kêu rên, hiện thực vô cùng tàn khốc, một đám đều bị loại. Chỉ mới qua khỏi một giờ, gần một nửa số người tu võ bị loại ngay tại chỗ. Đột nhiên, giọng nói của Trần Vạn Lê vang lên, một canh giờ đã trôi qua, từ nay trở đi, các người có thể tìm người bảo vệ. Chỉ cần người bảo vệ nguyện ý giúp các người chịu đựng trọng lực gấp trăm lần. Người bảo vệ của các người có thể trụ được bao lâu thì cũng chính là thành tích của các người. Tuy nhiên,
một khi tìm được người bảo vệ thì số điểm mà mọi người đạt được bằng mọi cách sẽ được chia một nửa cho người bảo vệ. Anh Trương, tôi không chịu đựng được nữa. Anh Từ, xin hãy bảo vệ tôi. Cô Thanh Từ, tôi bằng lòng chia một nửa số điểm cho có. Xung quanh Trương Vân Phi, Từ Ngạo, Nguyễn Thanh Từ, rất nhiều người thu võ rối rít mở miệng. Điểm khác biệt duy nhất là người thu võ bên cạnh Nguyễn Thanh Từ đều là nữ. Có thể. Được. Tôi bảo vệ các người. Ba người rối rít gật đầu. Một giây tiếp theo, người lên tiếng nhất thời cảm thấy thoải mái, áp lực đột nhiên biến mất. Chớp mắt một cái, mấy trăm người đã được bảo vệ anh Diệp, xin giúp tôi. Bên phía Diệp Bắc Minh, mấy người trẻ tuổi của nhà họ Diệp, nhà họ Cổ đều không nhịn được mà mở miệng. Diệp Bắc Minh cười nói, được, tôi sẽ bảo vệ các người. Trong phút chốc, Diệp Bắc Minh cảm nhận được áp lực trên người đột nhiên tăng vọt. Nhưng anh vẫn không cảm thấy gì cả. Anh thậm chí đã từng chịu đựng qua trọng lực gấp 10.000 lần. Với hơn mười mấy người, trọng lực cũng chỉ nhiều thêm 1.000 lần thôi. Nhược Giai, Hầu Tử, cô Long, Đình Đình, cô Diệp, nếu như các người không chịu đựng nổi nữa thì hãy để tôi bảo vệ mọi người, Diệp Bắc Minh mở miệng. Chu Nhược Giai lắc đầu, không, em muốn tự mình thử xem L. Hầu Tử đổ đầy mồ hôi, cười nói, anh Diệp, nếu như có thể kích thích tiềm năng thì tôi sẽ tự mình chịu đựng. Long Khuynh Vũ cũng từ chối. Mặc Đình Đình nắm chặt năm tay lại, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Diệp Phi Ni nhắm mắt lại, gắt gao mím môi. Một bên khác, đám người Lê Mộng Ly, Chu Băng Giao, Chu Toàn, Hạ Nhân Kiệt, Mã Phi Vũ đều đã không chịu đựng nổi nữa. Bước đến bên cạnh Trương Vân Phi một cách khó khăn. Anh Trương, chúng tôi xin được bảo vệ. Khóe miệng Trương Vân Phi hiện lên một nụ cười, nói ra ba chữ tôi từ chối. Gì cơ? Trái tim của bọn họ lập tức chìm xuống đáy vực sâu. Tại sao? Chu Toàn, Hạ Nhân Kiệt, Mã Phi Vũ đỏ hoe mắt. Chu Băng Giao nức nở hỏi, anh Trương, chẳng phải ban đầu chúng ta đã thống nhất rồi hay sao? Lê Mộng Ly ngơ ngác, đúng vậy, anh Trương, anh đã đồng ý sẽ che chở cho chúng tôi rồi mài. Trương Vân Phi cười tươi, lắc đầu không chút nể nang, cảnh giới của mấy người quá thấp, cảnh giới đế thì là thứ rác rưởi gì chứ? Liệu mấy người có thể kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy ở cửa thứ hai đây? Một đám rác rưởi thì có được tích sự gì? Tôi che chở cho các người chẳng khác nào lãng phí sức mạnh của mình. Trong lòng bọn họ ngập tràn tuyệt vọng. Cả nhóm không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Mười mấy người nhà họ Diệp, nhà họ Cổ đều đã được Diệp Bắc Minh che chở vô điều kiện. Còn chỗ dựa mà bọn họ tìm được thì lại từ chối bọn họ vào thời khắc mấu chốt. Chẳng lẽ bọn họ sẽ bị loại thật ư? Lê Mộng Ly, tất cả là tại cô. Nét mặt Chu Toàn lộ vẻ không cam lòng, nếu không phải tại cô thì chúng tôi đã được Diệp sư đệ che chở rồi. Hạ Nhân Kiệt chửi ầm lên, con điếm, mày hại tao rồi. Ước mơ của đời tao là được lên thần giới. Mã Phi Vũ chỉ thẳng tay vào mặt Lê Mộng Ly, đù. Con khốn. Không. Ba người hét lên một tiếng hết sức không cam lòng, không kiên trì nổi nữa. Nằm dạp xuống đất. Biến mất. Hầu Tử nhổ nước bọt, mẹ kiếp, bọn phản bội, bị loại là đúng rồi. Chu Băng Giao thấy vậy lập tức lao tới chỗ Trương Vân Phi, quỳ mọp dưới chân anh ta, anh Trương, xin anh hãy giúp tôi. Giao Nhi bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho NHTL. Chu Băng Giao lo Trương Vân Phi không hiểu ý của mình. Cho nên cố ý nhấn mạnh, là bất cứ chuyện gì. Trương Vân Phi ngẩn người. Nhan sắc của Chu Băng Giao không thua gì Lê Mộng Ly, cả hai đều cực kỳ đẹp. Nhưng rõ ràng trên người Lê Mộng Ly có thêm một chút kiêu ngạo. Nếu như có thể, Trương Vân Phi thích Lê Mộng Ly quỳ gối dưới chân anh ta, cầu xin anh ta hơn. Tôi còn thiếu một người hầu, cô có bằng lòng làm người hầu của tôi không? Trương Vân Phi cười giả dối, hỏi xong còn liếc mắt nhìn Lê Mộng Ly một cái. Chu Băng Giao cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu, Giao Nhi bằng lòng. Được. Vậy tôi che chở cho cô, anh ta vừa dứt lời. Chu Băng Giao lập tức cảm thấy áp lực trên người mình đột nhiên biến mất. Cô ta quá đỗi vui mừng, lập tức dập đầu lia lịa cảm ơn anh Trương. Trương Vân Phi cười xùy một tiếng, còn cô thì sao? Cô có bằng lòng làm người hầu của tôi không? Lê Mộng Ly vẫn cố cắn răng chịu đựng, hai chân không nhịn được run lên, cả người ướt đẫm mồ hôi. Làm người hầu ư, không đời nào. Sao Lê Mộng Ly này có thể làm người hầu của người khác được?
nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này nữa thì mình chẳng thể kiên trì nổi 100 hơi thở. Chẳng lẽ mình thực sự sẽ bị loại ư? Người Lê Mộng Ly run rẩy. Hận, mình hận quái. Vì sao mình không phải là Chu Nhược Giai, không phải là Long Khuynh Vũ, thậm chí mình không phải là Mạc Đình Đình. Tại sao rõ ràng Lê Mộng Ly này vốn có cơ hội ở lại bên cạnh Diệp Bắc Minh nhưng chính tay mình lại hủy hoại nó? Không, nhất định mình phải tới thần giới bằng được. Nghĩ tới đây, Lê Mộng Ly trực tiếp quay đầu. Cô ta quỳ xuống trước mặt Diệp Bắc Minh, cam chịu nhục nhã, nhắm mắt lại, anh Diệp, xin hãy che chở cho tôi. Lúc này, toàn bộ lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của cô ta đều đã bị nghiền nát. Bù! Hiện tại, mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh, chờ đợi câu trả lời của anh. Diệp Bắc Minh dường như không nhìn thấy, không hề đếm xỉa tới Lê Mộng Ly. Hầu tử không nhìn được mỉa mai, Lê Mộng Ly, cô nghĩ anh Diệp của tôi là ai? Hạng người phản bội 5 lần 7 lượt, nay núi này mai núi nọ như cô mà cũng đòi được anh Diệp che chở cho ư. Nếu tôi là cô thì tôi đã cởi quần ra, soi mặt vào bãi nước tiểu để soi lại nhân phẩm của mình rồi. Có làm người hầu cho anh Diệp cô cũng không xứng. Nói xong, hầu tử cười phá lên. Xùy, ha ha. Lê Mộng Ly cắn môi bật máu. Cơ thể mềm mại của cô ta không nén nổi run rẩy, đôi mắt bất giác nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Tiếc rằng Diệp Bắc Minh không hề định nhìn cô ta lấy một lần. Lê Mộng Ly hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ta quay người lại, nhìn về phía Trương Vân Phi, anh Trương, xin anh che chở cho tôi. Trương Vân Phi không chút khách sáo nổi giận mắng một câu, đồ cá ươn tôm thối, cút. Nếu như Lê Mộng Ly cầu xin anh ta ngay từ đầu thì chắc chắn anh ta sẽ đồng ý. Nhưng cô ta cầu xin Diệp Bắc Minh trước, thấy không được lại mới cầu xin anh ta ư. Cô ta coi anh ta là hạng người gì? Anh Từ, tôi xin anh. Lê Mộng Ly quay người, quỳ gối trước mặt Từ Ngạo. Từ Ngạo tuét miệng cười một tiếng, cu ti. Cô Nguyễn, tôi xin cô, Lê Mộng Ly quỳ dưới đất, lê đầu gối tới chỗ Nguyễn Thanh Từ cầu xin. Nguyễn Thanh Từ ngẫm nghĩ một chút rồi khế lắc đầu. Cả ba người đều từ chối. Không. Lê Mộng Ly hoàn toàn tuyệt vọng, mái tóc xanh bỗng bạc trắng trong nháy mắt, tại sao? Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Không cam lòng, tuyệt vọng, bất lực, đủ loại cảm xúc ngập tràn trong đầu. Bỗng nhiên, trong cơ thể Lê Mộng Ly vang lên một giọng nói lạnh lẽo, u ám, ha han cô gái tội nghiệp, người đời đều nhục mạ cô, mắng chửi cô, hận cô, trách cô. Cô đã bị cả thế giới ruồng rẫy rồi, giờ bản tọa cho cô một cơ hội. Từ giờ trở đi, cô hãy làm kiếm nô của bản tọa đảm bảo cô sẽ vượt qua được ải này. Mọi người trên đài phong thần giật mình, ai đang nói vậy? Một giây sau, một luồng kiếm khí màu máu đáng sợ mang theo mùi máu tươi nồng nặc vút lên tận trời. Một thanh kiếm gãy lơ lửng trước mặt Lê Mộng Ly. Vết rỉ loang lổ. Một thanh kiếm gãy. Mọi người lại sửng sốt một lần nữa. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trở nên nặng nề, nhóc con, cậu có nhớ thanh kiếm này không? Diệp Bắc Minh nheo mắt, đương nhiên tôi nhớ, nó là thần khí đã bị hư tổn phần lớn trong vùng đất thiên tuyệt mà ông đã nuốt chửng. Cuối cùng chỉ còn thừa lại 2 món thần khí, một cái là Tiêu Ngọc, một cái là kiếm thần. Tiêu Ngọc nhận Thẩm Nại Tuyết làm chủ, còn thanh kiếm thần này nhận Lê Mộng Ly làm chủ. Xem ra trong thanh kiếm thần này có một thần hồn đã bị hư tổn. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, chẳng trách trước đây nó lại chủ động nhận chủ, chắc chắn là vì sợ bị bản tháp nuốt mất. Hiện giờ, luồng thần hồn bị hư hao đó hơi hồi phục được một chút nên muốn khống chế Lê Mộng Ly. Trước cái nhìn chăm chú của vô số người, Lê Mộng Ly như thể vớ được cọng rơm cứu mạng, ông chắc không? Chỉ cần làm kiếm nô của ông thì ông sẽ giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn này phải không? Đương nhiên. Kiếm hồn lạnh lùng nói, chẳng những bản tọa có thể giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn này mà còn có thể đưa cô tới thần giới. Được, tôi đồng ý. Lê Mộng Ly không chút do dự, tôi đồng ý làm kiếm nô của ông. Cô ta cắn đầu lưỡi, một búng máu mang theo ngập trời oán hận. Phun lên trên thanh kiếm thần bị gãy đó. Bù! Huyết chú lập tức được hình thành. Ầm! Mùi máu sộc lên, trên đài phong thần, sấm sét vang rền. Lúc này, Lê Mộng Ly thay đổi hẳn. Chiếc váy dài bỗng chốc hóa thành màu đỏ máu, ngay cả mái tóc trắng cũng biến thành màu máu đỏ. Hơi thở của Lê Mộng Ly đột phá cảnh giới đế,
lên thẳng cảnh giới đế tôn. Áp lực trên đài phong thần hoàn toàn biến mất, hiện giờ, đừng nói là kiên trì thêm một hơi thở, dù có phải đứng đây thêm một ngày hay 10 ngày cũng đều là chuyện dễ như trở bàn tay với Lê Mộng Ly. Đột phá ngay trong cuộc thi ư. Người phụ nữ này thật không đơn giản. Đám đông trên đài phong thần huyên náo ồn ào như ong vỡ tổ. Yên lặng. Trần Vạn Lê khẽ quát một tiếng, mọi người mới im lặng trở lại. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, phần lớn người tu võ đều không thể kiên trì tiếp được nữa. Cuối cùng, trên đài cao chỉ còn lại khoảng 10% số người tu võ lúc đầu. Đột nhiên, tất cả áp lực biến mất, ồ, áp lực biến mất rồi, tốt quá rồi. Chúng ta vượt qua được vòng này rồi ư. Đúng lúc mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì. Trần Vạn Lê lên tiếng, muốn tới thần giới thì bắt buộc phải có sức chịu đựng cao. Cửa ải vừa rồi là để kiểm tra khả năng chịu đựng của mọi người. Cửa ải thứ hai sẽ kiểm tra năng lực chiến đấu. Tiếp theo, tất cả mọi người sẽ được truyền tống ngẫu nhiên tới một nơi được gọi là Đại lục Ngũ Hành. Đại lục Ngũ Hành có tổng cộng 5 khu vực lần lượt đại diện cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổi. Mọi người chỉ cần làm duy nhất một việc, đó chính là săn giết các yêu thú, ma thú ở Đại lục Ngũ Hành để nhận về điểm tích lũy. Dứt lời, Trần Vạn Lê vung tay lên. Trên tay mỗi người bỗng có thêm một chiếc vòng tay. Mọi người đang lấy làm lạ không biết nó là gì thì Trần Vạn Lê nói tiếp, vòng tay này được dùng để ghi điểm tích lũy. Mỗi khi giết được một con ma thú hay yêu thú, điểm tích lũy trên vòng tay sẽ tăng lên. Người tu võ che chở cho mọi người ở ải đầu tiên sẽ nhận được một nửa điểm tích lũy mà mọi người kiếm được. Đương nhiên, nếu người nào giết người khác thì toàn bộ điểm tích lũy của đối phương sẽ thuộc về người đó. Trần Vạn Lê vừa dứt lời. Toàn bộ đài phong thần im phăng phắc. Hơi thở giết chóc lan tràn. Một khi tới đại lục ngũ hành, bất kỳ ai cũng đều có thể là kẻ thù. Thời hạn là một tháng. Giờ thì mọi người hãy lên đường đi. Trần Vạn Lê quát khẽ một tiếng, mười mấy vị thần sử đồng thời ra tay. Khu vực trung tâm của đài cao bỗng xuất hiện một cửa truyền tống khổng lồ. Một vài người tu võ thấy vậy lập tức xông thẳng vào trong cửa truyền tống. Hầu tử đi lại chỗ Diệp Bắc Minh, anh Diệp, lần này là truyền tống ngẫu nhiên, sau khi tới đó, chúng ta sẽ bị tách nhau ra phải không? Diệp Bắc Minh ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, ở đại lục ngũ hành, thứ nguy hiểm nhất không phải là các loại ma thú, yêu thú, mà là con người. Sau khi mọi người tới đó, nếu thấy xung quanh có người thì phải lập tức trốn ngay. Chuyện săn giết ma thú thì không cần phải vội, tôi sẽ đi tìm mọi người. Được, mọi người gật đầu, Diệp Bắc Minh đưa mắt nhìn mọi người lần lượt đi vào trong cửa truyền tống, chợt cảm nhận được có ánh mắt lạnh lão sau lưng mình. Anh quay lại nhìn, Trần Vạn Lê đang mỉm cười nhìn anh, Diệp Bắc Minh nhướng mày, đi vào trong cửa truyền tống. Một thanh niên đứng bên cạnh Trần Vạn Lê nhíu mày, cậu ta cảm nhận được ư? Ánh mắt Trần Vạn Lê chợt trở nên u ám, cảm nhận được thì sao nào? Chẳng lẽ người tu võ bỏ mạng ở đại lục ngũ hành còn ít hay sao? Tên danh này giết chết Giang Hiêu ngay trước mặt mọi người, nếu như cậu ta không chết thì Giang Sư Huynh sẽ làm gì chúng ta đây? Thanh niên đứng bên cạnh tái mét mặt. Tôi đã âm thầm liên hệ với bọn Trương Vân Phi và Từ Ngạo rồi, chỉ cần bọn họ hỗ trợ chúng ta giết chết tên rác rưởi này thì tôi đảm bảo sẽ khen ngợi bọn họ trước mặt các vị trưởng lão. Giúp bọn họ gia nhập tông môn. Tiếc là vì thân phận ràng buộc nên tôi không thể đích thân ra tay được. Nếu không, nhất định tôi phải lăng trì tên rác rưởi này. Đù! Nơi này chính là đại lục ngũ hành ư. Diệp Bắc Minh đặt chân lên mặt đất, xung quanh là rừng nguyên sinh tùm. Bù! Bỗng nhiên, một luồng gió sặc mùi tanh tưởi thổi tới từ sau lưng, Diệp Bắc Minh quay lại nhìn. Một con mãng xà khổng lồ màu đen cực kỳ to lớn đang há to chiếc miệng đỏ lòm của nó chuẩn bị nuốt chửng Diệp Bắc Minh. Gào! Một tiếng rồng gầm vang lên, máu bắn tung tóe. Đầu của con mãng xà nổ tung, thân mình nó đè dạp một khoảnh rừng, ngã vào trong vũng máu. Một giây sau, một tiếng tinh lảnh lót vang lên từ vòng tay. Diệp Bắc Minh cúi xuống xem thử, điểm tích lũy tăng từ 0 lên 1000. Xem ra giết chết một con mãng xà khổng lồ thì được 1000 điểm tích lũy, Diệp Bắc Minh tự nói một mình, sau đó. Bỗng dưng điểm tích lũy lại tăng thêm vài trăm nữa. Lẽ nào người được mình che chở cũng vừa giết được yêu thú.
Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, chẳng trách những người kia lại che chở cho những mấy trăm người một lúc, chắc điểm tích lũy của bọn họ sẽ tăng rất nhanh đúng không? Diệp Bắc Minh không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa. Anh trực tiếp hỏi, Tiểu Tháp, ông có cảm ứng được vị trí của mọi người không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, cô Chu đang ở phía Bắc, Hầu Tử ở phía Đông Bắc. Cô Long ở phía Tây, cô Mạc ở phía Tây Bắc. Nhóm của nhà họ Diệp ở phía Tây Nam, còn đại sư tỷ của cậu thì chắc cũng đã tới đây rồi. Nhưng dường như cô ấy có một thứ gì đó giúp che giấu hơi thở nên vị trí rất mơ hồ. Diệp Bắc Minh không chút do dự đi thẳng về phía Bắc. Trên đường đi, hễ gặp phải các loại yêu thú đánh lén, tất cả đều bị anh giết ngay tại trận. Sau nửa ngày, trong tay anh đã có được 50, 60 ngàn điểm tích lũy. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh cảm thấy tay trái nóng bừng, bèn dừng chân đứng lại. Anh cúi đầu nhìn về phía ngón giữa của mình, không ngờ chỗ đó đang lóe lên một luồng sáng thần thánh chói mắt. Xương Chí Tôn ư, có chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mừng rỡ, trời ạ, nhóc con, cậu thật may mắn. Sao vậy? Diệp Bắc Minh thắc mắc. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười to, ha ha, đây là hiện tượng Xương Chí Tôn có cảm ứng đấy. Nói cách khác, trên đại lục ngũ hành này có một mẫu Xương Chí Tôn khác. Gì cơ? Nhanh lên, mau đi theo hướng mà Xương Chí Tôn chỉ cho cậu, đi tìm mẫu Xương Chí Tôn kia đi. Được. Hai mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, anh đi theo hướng mà luồng sáng của Xương Chí Tôn chỉ dẫn. Cùng lúc này, ở nơi nào đó cách xa ngàn dặm, Nguyễn Thanh Từ vừa mới giết xong một con yêu thú. Chỗ ngực chợt nóng bừng, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh Từ ửng đỏ, đảo mắt nhìn quanh, xác định xung quanh không có ai. Bấy giờ, cô ấy mới chậm rãi cởi áo ngực ran, chỗ ngực của cô ấy gần như trong suốt, nhìn xuyên qua máu thịt, có thể trông thấy một chiếc xương sườn đang sáng lên, Xương Chí Tôn có phản ứng ư. Nghe người nhà nói, một khi Xương Chí Tôn có phản ứng nghĩa là gần đây có một mẫu Xương Chí Tôn khác. Lẽ nào trên đại lục ngũ hành này lại có mẫu Xương Chí Tôn khác? Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh Từ ánh lên niềm mừng rỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.